điện 3 ký với 5 ký. Chưa, kêu để mua thêm rồi chốt luôn. Chờ lái lại kêu 3 khúc dưới không phải của em. 3 khúc mà 215.000 này là của không phải của em nè. Ghi lại lái ra thôi, bình thường mà ta chụp hai lần mà. Cái điện thoại này vô hình khéo ghê á. Vải thì đẹp mà người mình vô giống như da nó bị chi á. Nó xáo hơn da ở ngoài luôn. À, vô điện thoại cái da nó xáo hơn da ở ngoài luôn, vô lý không? Không, vải thì nó đẹp hơn. Mà cái con người mình lại là nhìn vô nhìn giống như bị từng đốm nữa đó. Nó xáo hơn da ở ngoài luôn á, khéo chưa? Hay? À, khéo chưa nè, nó nè, những người da vô đây xáo dễ sợ. Dạ em chào chị Đào Sa Mơ nha. Thôi tao mất kích. Nó mất kích. Tao mà mất kích. Đừng chạp có mùa hôi một cái chảy nhẹ nhẹ ra nó gớm. Em chào cả nhà nha. Nay em lấy lụa màu này, lụa hoa nhiều lắm mấy chị nha, đủ loại hết. 125k một ký đồng giá mấy chị ha. Khúc sau ra nó cái đó bị nhầm Trinh Phạm mà Trịnh Nam mà em chụp lộn Trinh Phạm. Chuyển cái hình tổng bill của trang xuống bill đơn cộng cộng có chạy tiền thôi. Túi rồi chứ Trịnh với chị giống như con quỷ La Phường nó dán xinh lê qua xí thị. Hai cái nó khác hẳn mà cũng dán được hai thiệt. À, đèn cầu hàng không có tay năm sổ đó. Cái tay xin lê mà cái bữa đó bảo mày đi chung mà đánh lộn lộn đứa gây buổi sáng đứa gây buổi chiều mà không có con xin lê thì mây với lại thay ngày nữa hai đứa gây. Đóng lẳng xui ha. Ấy là chưa gây cái nó bỡ ở trong này nè. Có cái nào mà ta chưa gây mới bỡ không Đức Phương. Ta nghi ngờ cái mô ta bị cuột tay gì cho ta liền chứ. Cứ cứ đang gây tay này để qua tay đó cũng bỡ mà để đi mà cũng bỡ. Mày cứ rốt cuộc là cái đơn hàng nó đi ra. Đúng là xui thì ngay cái đơn mà bị lộng là xuống lãng gión đây. Hả? Má tí thủy với lại xin lê hai chữ khác quát nhau mà không. Đơn 4 ký, đơn 7 ký. Chào Lê Thị Hoa nha, chị bán vải mặc đồ kinh tốn quá. Cảm ơn chị Đào Sơ Mơ. Rồi em chào mấy chị cho em xin một lượt chia sẻ nha mấy chị. Hàng hôm nay màu nhiều, hoa cũng nhiều lắm á mấy chị. Em lên cái cây von chăng này nha. Cái cây von chăng. Vôn hoa chăng nha mấy chị nha, cái này vôn hoa chăng, may đầm, may áo kiểu, may áo dài đều được hết ha. Dạ đúng rồi chị Thanh Đàn, em đổi từ buổi sáng qua buổi tối. Có nghĩa là em không like buổi tối nữa, em sẽ like buổi sáng ha. Này tìm đâu ra đây thầy? Không
hồi nãy giờ đâu có thấy đâu. Chị bích thon lấy màu hả? Dắt vô nè, mấy cây đây nếu màu đen ngày hôm qua họ hỏi có trời nè. À. Màu trắng ba cây luôn nè. Cái này để em xem 2 mét bao nhiêu tiền? 2 mét này 25k. Chị nào chốt mã này 25 báo giúp em 25 nha. Chị khúc hồng gì chị? Cái này là thun gấm á chị, 10 tấn 10 trần ơi. Cái này là thun gấm chị 10 trần ha. Cái này 25k 2 mét. Chị nào chốt mã này. Màu thì nếu như mà bích thon thích dài mà dạng tất ta lụa thì có màu đen thôi. Hiện tại giờ chỉ còn màu đen. Ngày hôm qua có màu satin kia. Chút nữa rồi em lên nha. Cái này 25k này, chị nào lấy cái vôn chân này thì báo giúp em 25k kèm số mét. 25k kèm số mét giúp em. Chị nào chốt mã này 25 báo giúp em 25 nha. 25k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 25 báo giúp em 25. 25 lên áo dài là mấy chị thích may đồng phục, may cái này cũng rất là đẹp. Mặc quần màu xanh, màu đỏ. Có quần màu đỏ đô, có cái tay phi màu đỏ đô chỗ này thi. Tao dục bên đây này thi lấy qua đây thử. Lên cái quần màu đỏ đô thì nó đẹp. Chị nào lấy mã này báo giúp em 25 nha. 25k kèm số mét. Vải xanh đen sao em? Lụa giấy á, bích thon, cái này là lụa giấy. Lụa giấy này thì may đầm, may áo kiểu, may áo dài thì không đẹp ha. May áo dài thì không được đẹp. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em số mét nè. Có 25k một cái áo dài là 2 mét. Chị nào lấy báo giúp em số mét nha. 25k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 25k kèm số mét. 25k kèm số mét. Khó ra thâu khỏi. Chút like tới. 25k kèm số mét. Chị Đào Summer ơi, chị lấy mã nào 1 phần 2 làm sao chị? Chị lấy làm sao? 1 phần 2 là lấy làm sao? Là lấy làm sao em không hiểu. Cái đó là 25k 1 mét, chị lấy 1 mét 2 hay sao? Hay là chị chia 2 á, là đúng. Cái đó mấy mét? Cái đó 2 mét cái hàng cây. Chị lấy 1 mét 2 hay là chị lấy làm sao? Chị báo lại giúp em ha. Cái này vôn hạt màu tím cẩm. Vôn hạt màu tím cẩm khúc này 19k 2 mét. Cái này vôn hạt màu tím cẩm 19k 2 mét này nha. Chị nào lấy cái vôn hạt này màu tím cẩm 19k 2 mét. 25k 1 mét 2 rồi, ok chị Đào Summer nè. Rồi chị nào lấy nữa thì báo giúp em nha. Chị nào lấy mã 25 này thì báo giúp em. Áo kiểu, áo đầm, áo dài được hết nha mấy chị nha. Chị nào lấy thun gấm may đồ bộ. Dạ được chị. Thun gấm may đồ bộ rất là đẹp. Nó tầm khoảng 30 mấy k tới 40k một mét đó chị Mười Trần. Hàng đó em cũng bán 125k một ký. Rồi chị nào lấy mã này 19k kèm số mét thun hạt nha, màu tím cẩm. Chị nào lấy mã thun hạt này thì báo giúp em số mét nè. Cái này satin màu đỏ này mấy chị. Đi với lại cái đâu rồi, nhỏ ơi, nó nhí xanh 2 mét thì đâu rồi. Cái nhí xanh đi anh ha. Xanh à. 19k tím cho chị Thanh Đặng nè. Có vải lốt màu đó không? Dạ có chị, màu trắng kem. Chị lốt màu trắng kem ha. Chị nào lấy tím thì báo em tím. Chị nào lấy vôn chân là vôn chân là mã đó là mã 25. Mà tím là mã 19 mấy chị ha. 19k 2 mét. Cái mã em đọc là số tiền đó mấy chị. Cái này lụa satin mấy chị có thể đi bộ với lại cái này rất là đẹp nè. Mấy chị, cái này mấy chị có thể đi bộ với cái áo dài này được nha. Chị nào lấy satin đỏ thì báo em số mét nè. Có quần Tây Nam đi học. Dạ không chị Thanh Thanh Nguyễn ơi. Cái này satin đỏ 38k 2 mét. Chị nào chốt mã này 38k kèm số mét lụa satin đỏ đô nha. Đỏ này đỏ thẳm không phải đỏ đô. Đỏ thẳm á mấy chị, đỏ thẳm. 38k 2 mét lụa satin màu đỏ. Chị nào lấy mã này báo giúp em 38k kèm số mét ha. 38k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 38k kèm số mét. Mấy chị lấy báo giúp em 38 nha. Thảo Hoàng ơi, vôn chân đây nè. Cái này là vôn chân này. Mấy chị có thể đi chung với cái quần đỏ này được nha. Tại vì này nó có hoa màu đỏ này. Đây mấy chị ha. Chị nào chốt mã này thì báo giúp em nha. Lót á hả chị? Giờ chỗ này thì em không có lót trắng. Chị lấy thì chị vào tin nhắn ha.
tin nhắn rồi khi em chốt hàng chị nói xong rồi em sẽ cắt. Chị nào lấy mã này báo giúp em. 25, còn lụa satin là 38 mấy chị nha. Lụa satin 38k 2 mét rất là đẹp. Chất màu đỏ này rất là đẹp. Không có màu đen chứ không có màu tím chị Thanh Đặng. Có màu đen thôi. Đen với trắng là đa số. Chị nào lấy cái vôn chăn này 25k kèm số mét báo giúp em 25 nha. 25k kèm số mét. Mấy chị lấy mã này 25 báo giúp em 25. 25 còn cái vôn đó là 38, là lụa satin là 38 nha. Lụa satin 38. Mấy chị có thể đi với cái quần màu tím này cũng được nè. Đây mấy chị có thể đi với cái quần màu tím này cũng rất là đẹp này. Màu tím này thì không có nhiều, có ít mấy mấy thôi. Mấy chị có thể mua vôn chăn đi với lại cái quần màu tím này cũng rất là đẹp. Thảo Hoàng xem lại vôn chăn hả? Dạ có rồi. Dạ mua trên 100 để em đi đơn nha chị Mười Trần. Đây mấy chị có thể lên với lại cái quần màu tím này cũng rất là đẹp nè. Không lên đỏ thì mấy chị lên tím nha, màu tím hợp hơn á. Đây chị nào lái thì báo cho em tím này thì em có ít chứ không có nhiều, không có đủ cây. Nó ít không có nhiều ha. Cái này dài dặn rất là đẹp mấy chị nha. Cái này nó dài dặn nó rất là đẹp nè. Cái này mấy chị may đầm body nè, đầm xè, đồ bộ, đồ ôm, đồ gì cũng được mấy chị. Nó giống như trăm đê mà nó đẹp hơn trăm đê rất là nhiều. Nó giống như chất u mì mỏng á. Nó giống như chất u mì mỏng á mấy chị, đẹp lắm. 62k 2 mét, chị nào lấy mã này. Cái này em có cỡ ít thôi, cỡ 6-7 mét à. May quần đùi, quần sọt với áo crop top cũng rất là đẹp á mấy chị. 62k 2 mét. Chị nào chốt mã này vừa dày mà vừa mát nữa mấy chị, không có nóng ha. 62k 2 mét lên đầm body cũng rất là đẹp nè. Đầm xè, đầm body, áo dài gì cũng được hết. Chị nào lấy mã này 62 báo giúp em 62. 62k kèm số mét. Hoa tím này là hoa chăn á Thanh Hương. Hoa tím này là hoa chăn. Giờ em chưa có lai lốt đến, chị Thanh Đặng cần lốt thì vô tin nhắn giúp em nha. Khi em chốt hàng em sẽ cắt. Cái này là vôn chăn này 25k 2 mét á Thanh Hương. 25k 2 mét. Cái này 62k 2 mét, chị nào lấy mã này 62 báo giúp em 62. 62. Chị ơi em mua quần màu tím áo lẻ satin may chung nguyên bộ được không? Chốt cho em nha. Cái này là satin màu tím á chị Mười Trần. Mười Trần, cái này là may quần áo dài. May quần áo dài, cái này là may quần áo dài hoặc là may nguyên bộ áo dài nha. Cái này là may nguyên bộ áo dài, chị Mười Trần mới thích chốt cái gì thì báo em nha. 62 này nó đẹp, giả mang vậy mà mấy chị không lấy hả? Mười Trần ơi, cái tím đó, ơi, nó đẹp mấy lắm. Mấy chị ghi tím kèm số mấy giúp em đi để em cắt cho. Vì chị ghi vậy quần màu tím rồi áo lẻ. Tím than satin 5 mét cho Thanh Hương nè. Cái này là tím than. Năm mét cho Thanh Hương nè. Bình luận nó ẩn nhiều người họ thích cái nó mình không thấy bình luận để cắt xong chốt hàng là thì thiếu tìm miếng không ra. Em mê tím than này lắm hả? Bữa nay mới có mà nó không có đủ nhiều, nó không có nhiều ít. Lấy Thanh Hương 5 mét còn lại được có 1 mét ca mét 9 thôi. Em còn 1 mét 9 tím than này, chị nào lái báo em nè. Ở cái lỗ 62 đó nó đẹp như vậy mà mấy chị không thích. Nó đẹp lắm. Cái này vôn đen hoa nhí này, xinh chưa? Vôn đen hoa nhí. Cái này mấy chị à. Chị Mười Trần ơi, chị lấy cái mã tím đó mấy mấy chị báo em đi để em cắt. Còn áo lễ quần bông tím. Chị ghi như vậy em không biết cắt làm sao luôn. Chị ghi cái vôn chăn đó mấy mét hoặc là tím than mấy mét thì em biết để em cắt cho.
Cái gì á? Cái này vôn. Dạ gái nó kêu im hết. À. Một mấy chín tím đó cho chị Thanh Đặng là em thấy tím nha mấy chị nha. Cái này 2 mét vuông này 35k. Chị 10 trăng chị lấy chốt cái này 35 báo giúp em 35 nha. Cái mã này 35k, 2 mét 35. Chị nào chốt mã này 35 báo giúp em 35. 35k 2 mét vuông hoa này. Chị nào chốt mã này 35 comment giúp em 35. 35k chị nào chốt mã này 35 comment giúp em 35 nha. Hết tím rồi chị Lê Thảo ơi, em hết satin tím rồi nha. Em còn satin màu đỏ đô, đỏ thẳm á. Chị nào chốt cái này 35 báo giúp em 35k 2 mét này nha. 35k chị nào chốt mã này 35 báo giúp em 35. 35k 2 mét này nha. 35 lớn lại là không thấy mặt mày nữa. Đi hết rồi. 35k 2 mét đó, chị nào lấy mã đó 35 comment giúp em 35. 35 chị nào chốt mã đó 35. 1 mét đỏ đô Lê Thảo. 1 mét mốt cho chị Lê Thảo này, chị nào lấy satin này. Này là satin màu đỏ này mấy chị, đẹp lắm mấy chị, mang nguyên bộ áo dài được này, áo kiểu, áo đầm, áo dài được hết nha mấy chị nha, quần áo dài, đồ bộ pyjama. Nói chung rất là đẹp, chất satin nó rất là đẹp. Mấy chị mua quần ở ngoài nó nằm giá 60 tới 65k một quần á. Không rẻ đâu mấy chị nha. Mấy chị mua 1 mét là 60k mà 1 mét mốt là 65k đó. 1 mét mốt cho chị Lê Thảo nè. 35 cho chị Trần Thị Quỳnh Lan 1 mét 2. Cái hoa nó xinh lắm á mấy chị. 35 em chốt cho chị Trần Thị Quỳnh Lan 1 mét 2. Em cắt thêm khúc 1 mét 1 nữa nha. Em đã cắt 1 mét 1 rồi. 1 mét 2 cho chị Trần Thị Quỳnh Lan nè. 1 mét 2 cho Trần Thị Quỳnh Lan. Trần Thị Quỳnh Lan 1 mét 2 dưới kìa ta thay. Cái này cho chị Trinh Trần 2 mét. Chị Lê Thảo thêm 1 mét 1 nữa nè. Hiền Nguyễn 3 mét rưỡi. Chị nào lấy đỏ này thì báo giúp em đỏ nha. 1 2 1 mét 1 thêm cho chị Lê Thảo nè. Bi đen đó là vôn xô đó chị Trần Thảo ơi. Bi đen đó là vôn xô nha. Bi đen là vôn xô. 3 mét rưỡi cho chị Nguyễn Hiền. Cái này lên nguyên bộ áo dài rất là đẹp mấy chị nha, chắc nó đẹp lắm. Nó không có bóng lắm. Nó là lụa satin, nó không có bóng giống như phi lụa mấy chị nha. Cái mặt nó bóng mờ, nó không có phải bóng láng giống như satin phi lụa. Nên là cái chất satin khi nào nó cũng đắt hơn hết. Tầm giá 60k một mét là ngoài thị trường. Nhưng mà em bán thì có mười mấy k một mét thôi. Dạ lụa satin đó Nguyễn Kim ơi, satin nha, lụa satin có độ co giãn, may bộ đồ, may đầm, may áo kiểu, may bộ áo dài, nói chung may cái gì cũng được hết. Lụa satin may nguyên bộ áo dài này, đầm đồ bộ này, mấy chị may kiểu đồ mà đồ modern mà quần ống rộng mà lưng cao với lại áo crop top vẫn được nè. Quần ống xéo đồ nó rất là đẹp. Nói chung cái lụa satin lên nó đẹp hơn phi lụa rất là nhiều nha. Phi lụa nó không đẹp bằng lụa satin đâu, lụa satin nó đẹp lắm. Lụa satin mà giá thị trường nằm giá là 60k một mét. Thì Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét, cái đó 3 mét rưỡi của Hiền Nguyễn Ngâu Hồng. Chị Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét này, lụa satin này. 2 mét này, may xăm theo lên mặt đẹp. Đúng rồi, Thanh Hương biết theo này, khi nào theo giùm chị một cái nha. 1 mét khoảng 19k nha Nguyễn Kim nha. 1 mét khoảng 19k. Chị Đào Sơ Mơ 1 mét này, Binh Binh 2 mét này. 2 mét cho mét 2 đó. Chị Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét satin đỏ nè. Đào Sơ Mơ 1 mét 35 cắt mét 2 bỏ vô rồi nè ơi. Chị Đào Sơ Mơ 1 mét nè. Một mét cho chị Đào Summer nè, chị Binh Binh 3 mét đỏ nè. Lê Thảo 2 mét 2 mà cắt thành 2 khúc rồi đó. Rồi, bỏ vô rồi.
cái dục cái chi chỗ này, cái này 1m2 của Quỳnh Lan này, còn cái 2m đó là của Trinh Trần. Hai mét cho chị ở quen trái cam cắt 3m mà chắc khoảng có 2m rồi. Không đủ 10m rồi Nguyễn Kim ơi, không hết rồi Nguyễn Kim. Không đủ 10m rồi Nguyễn Kim ơi. Hình như còn cây màu đỏ nữa, không biết là phải không. Không đủ 10m Nguyễn Kim nha. Không có, không đủ rồi, hết rồi. Còn hình như cỡ 4m nữa thôi. Đúng rồi, của Trinh Trần là hoa đen 2m, đúng rồi nha. Của chị Binh Binh 3m3 nè. Trinh Trần ơi, còn có 2m chứ cũng không đủ 4m, hết sạch rồi. Trinh Trần được có 2m thôi nha. Để chút nữa cái cây kia màu đỏ có phải đó không rồi chị cắt sao. Hình như còn một cây màu đỏ nữa nhưng mà nó nằm ở đâu rồi thì không nhớ. Đỏ là vải lụa satin đó chị bà ngoại, nhưng mà hết rồi, có lụa thượng Viễn không shop. Dạ không chị Phạm Hạnh, chị Phan Hạnh à, em không có lụa thượng Viễn nha. Một mét hai 35 cho chị Thanh Đặng này. Cái này là 35k 2m, cái hoa rất là xinh đó mấy chị. Cái hoa này là hoa một chiều nha, chứ không phải hoa hai chiều. 1m2 cho chị Thanh Đặng. Cái hoa này rất là xinh, mấy chị may áo dài áo đầm gì cũng đẹp hết, áo kiểu. Thì Nguyễn Kim lấy 4m mảnh nào ta? Đỏ đây nhưng mà còn có 2m nè. Rồi chị nào lấy mã 35 nữa báo giúp em 35 nha. 35k kèm số mét. 35k kèm số mét, chị nào lấy mã đó 35. Comment giúp em 35. 35. Mấy chị lấy 35 báo giúp em 35 nha. Này là vôn găng hàng màu xanh của Việt mấy chị, chắc này mấy chị mặc rất là sướng không cần lót nha. Cái này là vôn găng hàng, mấy chị lấy cái vôn găng hàng này thì báo giúp em số mét nè. Này em cũng có ít thôi, tại vì cái hàng này em về hàng cây nhỏ nhỏ chứ không phải cây to. Cái này 1m7, tại vì nó tới cái đoạn nấu em phải cắt ra. Khúc này 1m7. 1m7 vôn găng hàng này là 36k. 1m7 này 36k, chị nào lấy mã này 36k comment giúp em 36 nha. 36k kèm số mét, 1m7, 36. Chị nào lấy mã đó 36 báo giúp em 36. Xem trang chị giặt khó nghe lắm. Dạ bữa nay nó bị nhiều lắm á chị Sinh Lê. Bị rất là nhiều. Hình như là nick nào nó cũng bị, nó bị cả nước. Hay lắm mới có một nick là không bị á chị. Tại vì cái này nó bị đứt ở ngồi đất cáp ở ngồi đảo á mấy chị. Bên đối tác người ta đương chỉnh sửa đó chưa có được. 36 em chốt cho bà ngồi 4m nè. Chắc này mấy chị mặc nó mát nha mấy chị, không có bị nóng. Mặc sướng lắm, không nhào nhưng mà lại mát, mặc rất là đã. Bốn mét cho bà ngồi nè. Một bà ngoại được 3m thôi, còn lại một khúc 2m nữa rồi em hết cây đó nha. Bà ngoại được 3m. Cái này là vôn chữ EV, chị nào lấy vôn chiêu phong, vôn chiêu phong chữ EV này thì báo em số mét này. Chị Sinh Lê xem được chưa? Rồi ok bà ngoại nha. Cái màu xanh của Việt đem còn khúc 1m7 đó, chị nào lấy báo em nha. Màu rất là đẹp á mấy chị, màu xanh của Việt rất là đẹp. Cái này vôn chi phong chữ EV nè. Vôn chi phong chữ EV 2m 37k. 36 may đồ bộ được chứ chị. 37k đúng không?
36 may đồ bộ được nha. Em chốt cho chị Hiền Nguyễn chốt rồi chị ơi. Bà bộ được váy áo đầm bộ không cần lớp đó chị Mười Trần, nhưng mà hết rồi chị ơi. Cái này 38k 2 mét trợn á, để em hăng đậu áo chống nắng đi nó tè khác nữa chứ. 37k kèm số mét. Quán hoa hồng hả? Quán hoa hồng đâu? Quán hoa hồng đâu? Chấm bi đen đó là Von Xô đó Phạm Thị Thắm. Chị nào chốt cái này báo giúp em nha mấy chị nha. Von chữ LV. Von chữ LV 2 mét này 37k. Chị nào chốt mã này 37 báo giúp em 37. Cái này mấy chị lên đầm lên bộ đồ rất là đẹp. Lên bộ thì mấy chị lót cái phần quần ha, lên mặt rất là đẹp á mấy chị. Chị nào lấy cái này thì báo giúp em 37k kèm số mét áo sơ mi. Áo sơ mi thì mấy chị không cần phải lót, bộ có đầm thì mấy chị lót ở dưới nha. Chị nào lấy mã này 37 báo giúp em 37k kèm số mét. 37k kèm số mét giúp em. Chị muốn mua lụa màu tím than có không em? Dạ hết rồi chị Mai Phạm, màu tím than em hết rồi. Em có hồi nãy em có mà hết rồi. Em mới vừa like xong. Một mét cho Hiền Nguyễn nè. Ok mày nè. Con chơi với thằng câu con Quỳnh á, thằng nhỏ á. Cắn nó, cắn hai lần luôn. Lại ôm hung xong có cắn. Thằng chờ thằng nó qua chơi lại những cái chơi mà cắn, thấy em chơi nữa. Cấu. Thằng con nhỏ nó cắn bà này hai lần. Cắn kêu chơi mà cắn, thấy thằng nó cắn trốn. Này. Lụa 100D. Ấy là ai, ai chụp? Không Thảo Nguyễn, cái mẫu này không phải mẫu này, mẫu mới ra. Nó về. Cái này lụa 100D nha mấy chị nha. Lụa 100D. Cái này là lụa 100D, chị nào lấy này thì báo em số mét nè. Này lụa 100D váy áo đầm bộ không cần lót, chắc có co giãn nha. Chị nào lấy lụa này thì báo giúp em lụa 100D hoa màu hồng. Cái này nền màu xám chứ không phải nền màu trắng, y màu trong hình luôn mấy chị nha. Mười đâu rồi có đơn. Chị Nguyễn Nhiều ơi, em gửi cho hàng rồi. Chị Nguyễn Nhiều đi hàng rồi chị ơi. Cái này 50k 2 mét lụa 100D. Trời ơi lẫn ồn. 50k 2 mét lụa 100D. Chị nào chốt mã này 50k cao báo giúp em 50k kèm số mét là 25k 1 mét. Chị nào chốt mã này báo giúp em 25k kèm số mét. Chấm bi đó không cần lốt nha Phạm Thắm nha. Chắc này mặc được. Nói chung là cái sớ của nó giống như chất xô đó. Cái sớ của nó giống như xô á, người ta gọi là von xô. Cái sớ của nó rất là giống xô. Nói chung là mặt mà không nóng lắm được. 25k 1 mét, chị nào lấy mã 100D này thì báo giúp em số mét nha. 50k kèm số mét. Có 25k 1 mét thôi, váy áo đầm bộ không cần lốt. 50 em chốt cho Hiền Nguyễn 2 mét nè. Rồi chị nào lấy cái lụa 100D đó nữa thì báo giúp em nha. 50k kèm số mét. Có 25k 1 mét thôi. 50k 2 mét cho Trinh Trần. Ở tay kia là ghi giá đi chút đó. 50k em chốt cho Trinh Trần 2 mét nè. Cho em tờ giấy cho. Này cắt hết chưa đây? Giấy đen Hiền Nguyễn đồ có hết chưa? Giấy đen mà. Chưa. Trời nó kìa mới thấy. Dạ. Cốt trong đó đi kìa. Trinh Trần 2 mét. Rồi chị nào lấy lụa 100D nữa thì báo giúp em nha. Mai Phạm 2 mét chấm đen nè. Chị Mai Phạm 2 mét chấm đen nè. Chị Lan Quỳnh mới chốt mấy con gà. Chốt mấy con gà, dạ chốt đi, kêu ồn quá. Như là cái chợ luôn. Thiếu mấy con vịt nè. 1 2 Có 2 con ngỗng mà nó 3, không kêu đấy chứ. Có hai ngỗng mà hai ngỗng nó không kêu cho kêu nữa chết luôn á. Bây giờ giống nông trại hay trang trại gì đấy. Thiếu mấy chim. Rồi chị Phạm Thị Thắm 2 mét chấm đen. Cái cây xô đó nó nằm ở đâu rồi hè? Ghi đi hồi cắt. Ghi đi, lấy tờ giấy ghi. Ghi cho chị Phạm Thị Thắm 2 mét chấm đen. Cái này vôn hoa nhí 34k 2 mét. Vôn hoa nhí này 34k 2 mét nha mấy chị nha. 34k 2 mét. Cái tông màu của nó là tông màu hồng nu. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em 34k kèm số mét. 34k kèm số mét. Chị nào lấy mã này 34 báo giúp em 34k kèm số mét nha. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 34k kèm số mét. 34k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 34k kèm số mét.
cái vải mà vải xô mà mỏng mỏng mà màu xanh đó nè. Phan Anh diễn lên đầm đẹp dữ. Ô trồng trầu ngon bi bi này nè. Cái xô nó nè lên đầm đẹp lắm. Lên đầm nó sang dễ sợ luôn. Nó sang nhưng hàng hiệu. Tại vì hàng đó may hàng hiệu mà. 34k 2 mét, chị nào lấy mã này báo giúp em 34k kèm số mét. 34k kèm số mét nha Vôn. Em lên cái cây lụa mango này. Có cây mango màu xanh két này, đẹp chưa? Chị nào lấy cái mango này thì báo giúp em số mét, cái này em có rất là ít. 2 mét xanh trắng em nhé. Rồi ok chị Mai Phạm là 2 mét xanh trắng chứ không phải là 2 mét bi đó đâu. 34k 2 mét cho chị Phạm Mỹ. À 2 mét chấm đen với 2 mét xanh trắng nữa. 2 mét xanh trắng cho chị Mai Phạm nữa. Đo thử. Rồi chị nào lấy mã 34V hoa nhí đó thì báo giúp em. Xanh mango cho chị Hiền Nguyễn 2 mét nè. 1 2 mét cho phà chị Nguyễn Hiền 2 mét nè. Hiền Nguyễn áo hồng á. Anh Nguyễn 1 mét rưỡi. Màu xanh ga xanh két rất là đẹp luôn. Anh Nguyễn 1 mét rưỡi. Chị nào lấy cái xanh mango này thì báo giúp em số mét. Có ít thôi mấy chị, không nhiều đâu. Hết rồi, không còn mango nữa. Rồi chị nào lấy mango đó thì báo giúp em nha. Chị Hiền Nguyễn có 2 mét rồi, chị nào lấy mã này thì báo giúp em mango kèm số mét nha. Mango kèm số mét, mấy chị lấy báo giúp em mango kèm số mét cho chị Trinh Phạm 2 mét nè. Chị Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét nè. Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét 1. Rồi chị nào lấy nữa thì báo giúp em số mét ha. Chị Trần Thị Quỳnh Lan 2 mét, mấy chị lấy nữa thì báo giúp em số mét. Màu xanh đó chị nào lấy nữa báo giúp em số mét mango đó mấy chị. Cho chị Đào Summer 1m7. Hình như không ngày nào không xin tiền á. Chị Đào Summer 1m7. Ô cái thằng câu sao của cậu Quỳnh mắc cười lắm. Không điểm nhậu gì cái không thấy cái kèo cạo. Cắn lẽ ông biểu cạo bầm. Cái à, ông vỗ tay ông bầm cắn lấy gấu, ông đưa gấu, ông biểu cạo nám. Không sợ ai hết trơn. 1m7 cho chị Đào Summer nè. Maxi thì tùy theo dài ngắn đó chị Từ Lan. Ví dụ như là chị mai dài tới gót chân thì chị cần phải 2m rưỡi mới đủ. Còn nếu như mà chị mai tới nửa bắp chân thì chị cần 2m thôi. Còn nếu như mà chị mai tới gối thì 1m rưỡi là đủ rồi ha. Cho nên là nó tùy theo dài ngắn á chị mai tới đâu thì chị mua vải tới đó ha. 2 mét cho chị Binh Binh nè. Rồi các chị còn chừng này làm cái gì? Mới đến mùa đây kìa. Đây. 2 mét cho chị Binh Binh. Rồi em hết mango rồi nha mấy chị nha. Em hết mango màu xanh đó rồi. Rồi em lên cái cây lụa satin màu màu da. Em lên cái cây lụa satin màu da này nha. Cái lụa satin màu da này là khổ có 1m2. Khổ có 1m2 thôi. Nếu như mấy chị may một bộ pyjama tay ngắn thì nó chị cần phải 2m rưỡi. Mà nếu như mấy chị may dài tay thì mấy chị cắt phải là 3m ha. Áo dài thì mấy chị cũng phải cắt 2m rưỡi mới đủ ha. Quần áo dài thì mấy chị cắt 1m rưỡi tới 2m. Tùy theo mấy chị may quần ống xéo thì phải cắt 2m nha.
Mấy chị may quần ấm xíu thì phải cắt tới 3 tới 2 mét mới đủ may cái quần ấm xíu. Chị nào lấy lụa satin màu da. Lụa satin màu da này khổ có 1 mét 2. Khổ 1 mét 2 mấy chị. Khổ 1 mét 2 mấy chị cân nhắc số mét ha. Cái này là em cắt ra 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi thì mấy chị may một bộ đồ pyjama ngắn tay đủ nè, hoặc là một cái áo dài đủ. Em cắt 2 mét rưỡi. Nói đó làm biết. 2 mét rưỡi 41k. Chị nào lấy lụa satin màu da này 2 mét rưỡi 41k, nó giãn rất là mạnh. Giãn như thun luôn á mấy chị, giãn mạnh lắm. Chắc rất là đẹp nha. Chắc khổ 1 mét 2 này nó đẹp tuyệt vời lắm mấy chị. Nó giãn như thun luôn nè. Chị nào lấy thì báo giúp em satin da kèm số mét nha. Mấy chị may quần thì cắt 1 mét rưỡi để mình trở đầu ha. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em 41k kèm số mét. Khúc này là em cắt 2 mét rưỡi. Mấy chị lấy satin da thì báo giúp em số mét, tại vì khổ của nó 1 mét 2. Khổ 1 mét 2. Chị Phố Hương ơi, hàng của chị em gửi rồi nha. Cái này khổ 1 mét 2. Mấy chị lấy thì cân nhắc số mét giúp em. 41k là 2 mét rưỡi. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Mấy chị lấy màu đó báo giúp em số mét. Em có cái cây satin ngọc. Cái này không phải satin ngọc mấy chị. Lụa dẻo á mấy chị. Lụa dẻo. Lụa dẻo mà cái mặt của nó hơi nhũ này một chút. Mấy chị lên nguyên bộ áo dài rất là xinh nha. Cái này mấy chị lên nguyên bộ áo dài rất là xinh. Lên đầm, lên áo kiểu, lên bộ áo dài, lên bộ đồ quần ống rộng được hết nha mấy chị nha. Cái này là màu xanh này nè, màu xanh ngọc. Khổ của nó là khổ 1 mét rưỡi. Khổ của nó 1 mét rưỡi mấy chị. Cái chất vải này mấy chị may lên nguyên bộ áo dài rất là đẹp. Lên nguyên bộ áo dài rất là đẹp nha. Có co giãn. Có co giãn. Mấy chị lấy thì báo giúp em số mét để em cắt ra thêm. Nó là lụa dẻo á chị Phùng Bích Thôn nha. Nó có độ co giãn. Cái chất này lên nguyên bộ áo dài đẹp lắm. Lên áo kiểu này, lên đầm maxi, lên áo dài, nguyên bộ áo dài được nha, màu xanh ngọc. Mấy chị lái báo giúp em số mét nha. Em cắt ra 2 mét em tăng thử nè. 2 mét này là 54k. 2 mét 54k, mấy chị may nguyên bộ áo dài thì cắt 3 mét 1 ha. Chị nào chốt cái này 2m54, báo giúp em 54, không cần lốt mấy chị nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt, 54k. Chị nào chốt cái này 54, báo giúp em 54. Chị nào chốt mã này 54k kèm số mét, báo giúp em 54k kèm số mét. Cho chị Mai Phạm 2 mét lụa xanh ngọc này, đẹp lắm. Cái chất lụa nó rất là đẹp mấy chị, nó giống như ngọc trai á. Nó giống cái lụa ngọc trai á mấy chị, rất là đẹp nha. Chị nào chốt mã này báo giúp em 54k kèm số mét. Cho chị Mai Phạm 2 mét nè. Lên tôn hay da hoa nhí đi em. Dạ em đâu có tôn hay da hoa nhí đâu chị ơi, em đâu có lên loại đó đâu. Hôm nay em lên thời trang vôn lụa này nhiều, không có tôn chị nha. Tôn hay da em không có. Rồi mấy chị lấy thì báo giúp em xanh ngọc kèm số mét. 54k 2 mét mấy chị, chắc dài dặn mấy chị may không cần phải lót ha. 54k kèm số mét xanh ngọc, đó là 54k 2 mét. Chị nào chốt mã xanh ngọc đó báo giúp em 54k kèm số mét. Cái này lụa trăm đê màu da hoa hồng. Lụa trăm đê màu da hoa hồng. Lụa trăm đê màu da hoa hồng nha. Mấy chị lấy thì báo giúp em số mét này. 2 mét này 38k. Chị nào chốt mã này váy áo đầm bộ không cần lốt nha. 2 mét 38k. Chị nào lấy mã này báo giúp em 38k kèm số mét. 38k kèm số mét giúp em. Mấy chị lấy mã này báo giúp em 38k kèm số mét. Hết rồi. 38k kèm số mét. Sao bình luận nó giờ mới ở đâu dưới nó nữa. Ba mươi tám k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 38k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 38k kèm số mét.
38k kèm số mét giúp em nha. Chị nào lấy mã đó 38 báo giúp em 38. Cái này em còn khúc 2m2. 2m2 này là vôn găng hàng 2m2. 38 cho chị Binh Binh 2m nè. Chị Phạm Mỹ 2m nè. Chị Thanh Đặng 1m7. Váy áo đầm bộ không cần lốt mấy chị nha. Binh Binh 2m, Phạm Mỹ 2m, Thanh Đặng 1m7. Chị nào lấy mã 38 nữa báo em nha. Ba mét rưỡi cho chị Trang Nguyễn, Trang Nguyễn áo đỏ. Cho chị Trang Nguyễn này, chị nào lấy mã 38 nữa báo giúp em. Có giãn á chị Tùng Thanh, có giãn nha. Có giãn 38, có giãn, giãn mạnh á. 38 có giãn, váy áo đầm bộ không cần lốt này, giãn 4 chiều luôn á. Chiều này ít, chiều này không. Chiều này có giãn này, giãn mạnh luôn nha. Cho chị Trinh Trần 2m này. Lấy mã 38 này nữa báo giúp em 38 nha. Chị Yên Nguyễn Phương 1m8 nè. Rồi, cảm ơn Tùng Thanh đã tặng sao nha. Rồi chị nào lấy mã 38 nữa báo giúp em 38 mấy chị nha. Có co giãn chắc rất là đẹp. Chắc bao đẹp luôn. Chắc đó em bao đẹp luôn á mấy chị. Em lên cái cây lụa màu này nè, vôn lụa tầm nha. Cái này vôn lụa tầm. Vôn lụa tầm màu cam dâu ha. Chị nào lấy cái vôn lụa tầm này báo giúp em. Cái này mấy chị may nguyên bộ áo dài này, áo bà ba, đồ bộ quần ống rộng, áo đầm maxi, áo kiểu công sở được hết mấy chị nha. Nói chung là may bà ba áo dài, nói chung may cái gì cũng được hết. 3 4. Màu cũng rất là xinh. Màu này mấy chị may nguyên bộ áo dài cũng rất là đẹp nè. Có co giãn mấy chị nha, cái này nó có co giãn. Chắc đẹp lắm, chắc mềm dẻo, có co giãn. Áo kiểu công sở, áo đầm, bộ đồ áo dài đẹp lắm. Màu cam dâu này rất là đẹp, cái màu nó rất là đẹp nha. Màu đẹp tuyệt vời luôn á. 2m này 43k. Chị nào chốt mã này 43k kèm số mét giúp em lụa màu. 43k kèm số mét. Có cái chai Aqua chỗ nó rót cho nước ra. Cái này 43k kèm số mét, chị nào lấy mã này 43 báo giúp em 43. Hi hi, tốn tiền may quá đi. Về tự học may luôn chị Trang. 43k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 43 báo giúp em 43. 43 thì lấy cái chai nước thôi. 43k kèm số mét, mấy chị lấy lụa màu này 43 báo giúp em 43. Kèm số mét 43, chị nào lấy mã 43 báo giúp em 43 nha. 43k 3m cho chị Thái Pha. Mấy chị ơi, đơn mới nhớ vô tin nhắn giùm em nha.
em sẽ chụp hình cho mấy chị xem trong tin nhắn, mấy chị vô tin nhắn giùm em với nha, chụp hình vải mấy chị chốt á, em sẽ chụp trong tin nhắn, mấy chị vô tin nhắn giùm em với ha. 1 2 3 4. Chị nào lấy mã 43 này nữa báo giúp em. Cái này mấy chị lên nguyên bộ áo dài đẹp lắm, chất vôn lụa tầm á mấy chị, áo dài không cần lốt đâu mấy chị nha, chất rất là đẹp. 3 mét cho chị Thái Phan nè, đẹp lắm luôn, mềm mướt rũ, có độ dẻo á mấy chị, nó có độ co giãn và dẻo nữa, rất là đẹp. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét, 43k 2 mét. Chị nào lấy mã 43 đó báo giúp em 43. Từ Lan Maxi 16 tướng là sao? Phúc Nguyễn 1 mét nè, cái này len áo kiểu đi làm được nè, len áo kiểu công sở á mấy chị. À bữa nay nó gửi cái lụa đó về nè, từ từ cho nó. Một mét cho Phúc Nguyễn nè. Chị nào lấy cái màu cam cam dâu này thì báo em, màu đẹp lắm mấy chị, nó không có nổi đâu mấy chị, màu này rất là đẹp, màu lên mặt sáng da và rất là đẹp ha. Chị nào lấy cái màu cam da đó thì màu cam dâu đó thì báo giúp em số mét, 43k 2 mét. Cho chị Dung Đào 4 mét. Và đợi em chút, từ từ là em lên hết cái chị. Mua vải này phải là thợ may. Dạ đúng rồi, thì ví dụ mình không thợ nhưng mà vải nó là rẻ hơn giá thị trường thì mình lại đỡ một đồng đó chị Đào Sơ Mơ. Ví dụ như mình ra ngoài chợ thì mình mua cái vải này nó tầm giá 55k một mét, thì mua ở chỗ em nó có 22k một mét thôi, mình lại đỡ được một đồng, không là tiền công nó lại cao lên nữa. Chứ tính ra vải này là mấy chị nhận hàng vải em rồi mấy chị sẽ biết nha. Tại vì hàng vải của nhà em á, em bán toàn là vải đàng hoàng không, chứ em không có bán mấy cái vải tào lao. Thành ra mấy chị nhận hàng mấy chị mua bên em rất là nhiều, tại vì nhà em phanh cứng cũng rất là nhiều mấy chị. Chị Dung Đào ơi, chị đơn mới mình vô tin nhắn giúp em nha, em chốt hàng nha. Hôm trước chị cũng có đơn mình vô em chưa chốt được á. Chị Dung Đào đơn mới vô tin nhắn giùm em với nha chị, vô để em chụp hình lại cho chị xem á. Cái này nếu như giá thị trường nó nằm 55k một mét đó mấy chị, em bán có 22 chứ, người ta bán có 55 là giá thị trường nha, không phải là hàng là hàng bán ký thì nào nó cũng rẻ, tại vì sỉ mà sỉ chị. 4 mét cho chị Dung Đào nè, 4 mét cho chị Dung Đào. Chị Trang Nguyễn Đỏ 3 mét, chị áo dài da hiền 1m7. Cái màu này nó xinh lắm mấy chị, nhận màu này mấy chị sẽ rất là thích, cái màu này nó đẹp, nổi thì nó không có nổi đâu, màu rất là đẹp nha. 3 mét cho chị Trang Nguyễn Đỏ nè. Như cái hàng mà hàng vải cô tông đó, hàng xịn đó mấy chị, vô shop mới có vả, mới có quần áo kiểu đó. Ba mét cho chị Trang Nguyễn áo đỏ này, 1m7 cho chị áo dài da hiền. Chị nào lấy cái màu cam dâu này nữa báo em nha. Rồi em còn vài mét nữa, chị nào lấy nữa báo giúp em. Lên màu thẳm nữa nhé. Màu thẳm á hả chị Mai Phan, đợi em chút chứ. Lên từ từ á chị, màu nào em cũng lên hết á. Rồi lên cái sạp lụa Hawaii đó đi. Cái nhí ở phía sau hồi nãy em ơi. Cây sao tiên xanh cát nên cái sao em nói cái hộp sáo nó rõ rồi mà ta. Đây nó còn cay nữa. Rồi màu thẳm nữa, đợi chút em lên tiếp nha, lên nhiều lắm. Cam dâu chị à. Chị Mai Phạm lấy cam dâu mấy mét báo em cắt cho. Cam dâu đó chị Mai Phạm lấy mấy mét em cắt cho nha. Lấy cây Hawaii đó đi, Hawaii sọc đó được. Cái này trước. Nó sao tiên không giảm đó. Nó lên đồ đẹp lắm. Cái này chấm bi màu hồng,
chấm bi màu hồng mấy chị nha, chấm bi màu hồng. Cái này 2 mét màu hồng 36k. Chị nào lấy cái vôn này báo giúp em 36k kèm số mét. Chấm bi nhí màu hồng 36k 2 mét. Chị nào chốt mã này 36k báo giúp em 36k kèm số mét nha. 36k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 36k kèm số mét. Vôn mấy chị lên áo đầm maxi rất là xinh này, áo kiểu đi làm ha. Lên bộ đồ thì mấy chị lót ở dưới phần quần, áo dài thì không cần phải lót ha. Áo dài áo kiểu thì không cần phải lót. Chị nào lấy mã này báo giúp em 36k kèm số mét. 36k kèm số mét giúp em. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 36k kèm số mét. Chị nào lấy mẫu đó 36 báo giúp em 36k kèm số mét nha. Cái này lụa 100D. Lụa 100D màu màu hồng. Cái này là kiểu là hồng sắc pháo á mấy chị. Bố có đi lên trên đó không? Mua cái máy quạt tích điện này nè. Cái này lụa 100D. Cái này là cái màu sắc pháo á mấy chị, màu hồng sắc pháo á. Lụa 100D lụa dẻo á mấy chị nha, lụa 100D này, chắc co giãn như thun luôn. Cái này mấy chị lên đầm body được nè. Lên áo dài, lên bộ không cần lót, có độ co giãn 4 chiều này, nó giãn như thun. Cái này 100D mà loại lụa dẻo á mấy chị, nó dẻo đẹp lắm. Chắc này nó đẹp lắm. Chắc rất là đẹp luôn nha, màu hồng cũng rất là xinh. Chị nào lấy mẫu này thì báo giúp em số mét nè. Cái vôn chấm bi màu hồng đó chị nào lấy báo giúp em nha. Cái này 2m47k, co giãn như thun nè. Mấy chị có thể là may đầm body nè, may áo dài, áo đầm, áo kiểu, đồ bộ tất tật đều được, không cần phải lốt mấy chị nha. 47k 2m. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nè. 47k kèm số mét. 47k kèm số mét, co giãn 4 chiều, co giãn mạnh luôn á mấy chị. 47k kèm số mét, màu hồng đẹp chưa. 47k kèm số mét. Chị nào lấy mã này 47 báo giúp em 47. 47k kèm số mét giúp em nha. 47k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 47. Đẹp lắm. Lên áo dài áo đồ gì cũng đẹp. Chị nào lấy mã này 47 báo giúp em 47. 47k 3 mét cho chị áo dài da hiền. Chắc đẹp lắm mấy chị da hiền. Chắc này lên đầm body cũng rất là đẹp nha. Cái này mấy chị lên đầm body được nè. Lên rất là đẹp. Lên đầm body, lên đầm suông. Nói chung cái này cũng có ít mét thôi chứ không có nhiều ha. Có vài mét thôi, không nhiều đâu. Cái này mẫu lợi em có ít chứ không có cái nào nhiều hết á. 2 3 4. Ba mét cho chị áo dài da hiền nè. Chắc đẹp lắm mấy chị, co giãn 4 chiều dài dặn nha. 2 mét hồng cho chị Mai Phan nè. Màu đẹp lắm, cái dải nó tuyệt vời luôn. Nó có độ co giãn 4 chiều. Mấy chị may áo dài, áo đầm, áo kiểu, đồ bộ không cần lót nha. May đầm body, may đầm sáng eo đồ được hết nha. Nè, nó co giãn rất là mạnh, mạnh lắm. Nó co giãn như thun luôn. Chị nào lấy màu hồng này thì báo giúp em số mét. Chắc đẹp vô cùng. Chị nào chốt mã này thì báo giúp em số mét nha. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. Mấy chị có thấy không? Sao mà nó có bình lụng nó trôi lên chậm ghê luôn á. Thì báo giúp em, màu cũng đẹp mà. 2 mét cho chị Hiền Nguyễn nè. Màu nó cũng đẹp, nó không có phải như màu hồng sen, nó không có nổi như màu hồng sen mấy chị nha. Màu này nó người ta gọi là màu hồng sắc pháo á, nó không có nổi như hồng sen đâu. Hồng sen nó nổi hơn ha. Chị nào lấy mã ta lụa 100D loại dẻo này thì báo giúp em nha. Cái này là lụa 100D mà cái loại dẻo á mấy chị, loại co giãn rất là mạnh nè. Co giãn này mấy chị thấy em rị không? Co giãn như thun luôn mà 4 chiều nha. Nó co giãn 4 chiều nè, mặc rất là sướng mà chắc mát chứ không nóng nữa. 2 mét cho chị Hiền Nguyễn áo hồng nè. Rồi chị nào lấy mã đó nữa thì báo giúp em số mét. Màu hồng đó chị nào lấy nữa báo giúp em số mét nha. Màu hồng đó chị nào lấy nữa báo giúp em số mét. 47k 2 mét. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Cái này vôn lụa hàng,
váy áo đầm bộ không cần lốt. Cái này von lụa hàng, váy áo đầm bộ không cần lót ha. Von lụa hàng. Von lụa hàng, váy áo đầm bộ không cần lót. Màu cũng rất là dễ thương, màu cà phê sữa, hoa màu tím. Váy áo đầm bộ không cần lót ha. Cái này váy áo đầm bộ không cần lót, 40k 2 mét. Rồi cắt rồi, món dục xuống đó. Cái này 40k 2 mét, chị nào chốt mã này 40, comment giúp em 40. 40k 2 mét này, chị nào chốt mã này 40k. Comment giúp em 40k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 40k kèm số mét nha. Vôn lụa hàng, chắc này má không nắng mấy chị nha. Mặc rất là sướng. May đồ cho bà được luôn nha. May đầm cho mình, may đồ cho bà không cần lốt mấy chị. Chắc nó nhẹ nhàng, mặc nó mướt này. Cái mình vải nó mướt mấy chị ha. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em số mét. 40k 2 mét cho Yên Nguyễn Phương nè. Yên Nguyễn Phương này thôi. 40k chị nào lấy mã này 40k kèm số mét giúp em. Chắc em bao đẹp luôn. 40k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 40k kèm số mét. Màu của nó là tông màu cà phê sữa nè. Có cái hoa màu tím nha. Rất là xinh. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em số mét. 40k kèm số mét. 40k kèm số mét nha. Mấy chị không lấy nữa em qua mẫu. 40k kèm số mét. Cái này màu tím cà nhạt. Mã 40 đó chị nào lấy nữa thì em báo em nha. 1 Cái này là lụa tằm màu tím cà nhạt nha mấy chị nha, lụa tằm. Cái này lụa tằm màu tím nhạt, màu tím cà nhạt, để em xem thử 2 mét bao nhiêu tiền. 2 mét màu tím cà nhạt đó 30k. Chị nào chốt mã đó 30 báo giúp em 30. Chị Hình Đào 1m8 nè. Chị nào lấy cái lụa tằm màu tím cà nhạt đó là 30k 2 mét mấy chị nha. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. 1 1m8 cho chị Hình Đào nè. Rồi chị nào lấy cái tím cà nhạt này thì báo giúp em số mét nha. Tím cà nhạt này là 30k 2 mét lụa tằm, có co giãn, chắc mềm mướt nhẹ nha. May, may áo kiểu công sở, mặt mát mấy chị, có độ co giãn này. Cái này là lụa tằm mấy chị ha. 1m2 cho chị 1m2 cho chị Hiền Nguyễn nè. Chị nào lấy cái lụa tằm này thì báo giúp em số mét nha. Màu tím cà nhạt. Màu nó nhẹ nhàng, rất là xinh nha. 1m2 cho chị Hiền Nguyễn. Đây mấy chị cái màu của nó nè. Để trong cây mấy chị thấy màu nó rõ ràng hơn, lấy ra ngoài đúng không. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em 30k kèm số mét. Có 15k 1 mét thôi. Chị nào lấy mã đó báo giúp em 30k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu đó báo giúp em 30k kèm số mét nha. 30k kèm số mét. Này mấy chị lên áo sơ mi mà áo sơ mi phom rộng á, vô thùng rất là đẹp. Cái này lên áo sơ mi phom rộng á, vô thùng. Áo đầm sơ mi, áo sơ mi nha. Cái này nó là dòng satin mà satin không co giãn á mấy chị, loại mỏng á. Cái satin mà satin loại mỏng mà loại không co giãn mấy chị mua áo mà áo quạt chân để đây này thôi, để nó vuông rùng cái này quá. Tích điện. Nó quật tích điện á, không có pin, áo quần không có dây. Cái này là chi gôn mà, gôn lụa. Gôn satin, satin rồi. Satin đó. Satin không giãn á, mỏng á. Cái loại satin mỏng á. Cái này loại là satin không satin sạp đẹp lắm. Mấy chị lên cái form áo sơ mi nè, mấy chị hay mua những cái áo đưa tiền cho. Cái này mấy chị hay mua áo sơ mi đắt tiền á, nó hay có cái chất này đây, mặc nó nhẹ nhàng, rất là mát. Lên bộ đồ quần ống rộng đồ cũng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, có 25k 2 mét à, rẻ quá trời quá đất luôn. Tím cà 3 mét cho chị Trần Bích Trâm.
Chị Trần Bích Trâm đơn mới vô tin nhắn giùm em với nha. Mấy chị đơn mới nhớ vô tin nhắn giùm em nha. Thanh Hương mười mấy sọc nè. Đó nó đẹp lắm á sao Thanh Hương, mặc lên nó sang lắm. Cái sọc đó mặc lên nó rất là sang. Nó có 25k 2 mét, tính ra có 13k 1 mét à. Mà nó đẹp. Mà mấy chị mua cái áo này, nếu như vô shop mấy chị mua cái áo sơ mi này nó mấy trăm á. Nó đắt tiền lắm. Cái loại đấy nó đắt tiền. 3 4 5 6 3 mét cho chị Trần Bích Trâm tím trà này. 3 mét cho chị Trần Thị Bích Trâm này, 25k 2 mét cho Thanh Đặng này. Khổ 1,5 m Thanh Hương, khổ 1,5 m, nói chung đẹp lắm, chắc vải nó đẹp lắm. Lên áo đầm nè, lên bộ đồ quần ống rộng nè. Lên bộ đồ quần ống rộng thì cái quần mình lót cũng được mà à. Lót phần dưới cho nó chắc ăn. Đi ra cho nó tự tin. Tại vì cái này nó là loại satin mỏng á. Loại mà mấy chị hay may ra mua những cái áo mà form rộng rộng, hơi rộng rộng một chút, hoặc là đầm sơ mi á. Mấy chị đóng thùng rất là đẹp. Cắt cho Thanh Hương trước rồi. Đây, giờ Thanh Hương 10 mét này. Thổ ra đây. 5 mét cho Thanh Hương nè. Cái chất á quay 10 mét cho Hoàng Trái Cha. 1,5 m, 1,5 m rồi 10 mét cho Thanh Hương nè. Chị Tú Hình 3 mét nè. Cái này nó đẹp lắm, cái chất này mấy chị mặc đồ nó rất là sang. Từ từ sao bên này thấy có mình Thanh Hương với Tú Hình hả? Từ Lan 2m25, Nhung My 3 mét, trên trần 2 mét tím. Chị Từ Lan 2 mét nè. 2 mét trên trần phải không? Không, cái đó lỗi rồi. 2 mét cho chị Từ Lan nè. Chị Tú Quỳnh 3 mét nè. Số ra đi Thi, số ra. Chị Tú Quỳnh 3 mét, Nhung My 3 mét cho Nhung My, 1 mét 2 cho chị Đào Summer. Cái này lên áo nó sang lắm. Cho chị Đào Summer nè. Rồi chị nào lấy cái sọc đó nữa báo giúp em nha. Chị Đào Summer có rồi. Chị Lan Lan Quỳnh 1m6. Có chị Đào Summer, em thấy chị cắt cho chị 1m2 rồi nha. Tại vì chưa đọc tên tới chị á, chứ không phải là không thấy. Chị Lan Lan Quỳnh 1m6 nè. Rồi em cắt màu tím nha, trên trần 3 mét nè. Cái sọc đó còn ai nữa không thấy? Trên trần 2 mét tím. Trên trần 2 mét tím nè. Sọc nó chỉ đi phong. Chỉ đi phong mấy mét? 2 mét. 2 mét tím này là lụa tằm nha. 1, 2, 3. Cảm ơn
trần 2 mét tím nè. Hai mét tím nha trên trần. Thì tí không 2 mét kẻ với mai phạm 2 mét kẻ. Em hết kẻ rồi mấy chị ơi. Chị Tri Phong 2 mét kẻ nè. Nói chuyện giống như cô đi đào châu. Thấy nè. Rồi em hết sọc rồi mấy chị ơi. Cái này à, chị Mai Phạm không có rồi nha. Bỏ này cho Hiền Nguyễn nè. Rồi chị Mai Phạm không có nha. Chị Mai Phạm nha. Em hết sọc rồi chị Mai Phạm không có ha. Chị Đào Sa Mơ 1m2 tím nè. Chị áo dài da Hiền 2m5 mà. Tắt chưa? Vậy là chị áo dài da Hiền cũng không có luôn nha. Ẩn nhiều lắm. Chị ẩn lắm mấy chị ơi. Hết ơi. Rồi nó chị ở phía dưới cho nên là không có nha. Chị áo dài da Hiền không có nha. Hết rồi. Cái sọc đó em hết rồi. 1m2 tím cho chị Đào Summer nè. Rồi em lên cái cây lụa trăm đêm màu vàng. Một bộ áo dài 3m đủ nha chị Bích Trâm nha. Một bộ áo dài 3m đủ nha. Rồi em có cái cây lụa trăm đêm. Cái này là lụa và vôn lụa tằm á mấy chị. Cái này lên nguyên bộ áo dài được. Mà em nghĩ cái này mấy chị mặc với lại quần khác nó đẹp hơn. Cái này lụa trăm đêm màu vàng, vàng tươi nha mấy chị nha. Chị Đào Sơ Mơ là hôm nay chị mở hàng, em đau mỗi tay dài, em cảm ơn chị nha. 1, 2, 3, 4. Cái này vôn lụa tằm lợi dẻo á mấy chị nha. Cái này vôn lụa tằm lợi dẻo, nguyên bộ áo dài không cần lót. Áo dài, áo kiểu không cần lót mấy chị ha. Này lợi dẻo em xé bắt mỗi cái tay nó chặt, chắc vải lắm. Cái hàng này là nếu như giá thị trường là 55k một mấy cái mấy chị nha. Dầu không chị màu vàng. Dài, dài á Thanh Hương. Dài là dài với lụa nha. Dài là không cần lót á. Cái này không cần lót nè Thanh Hương, chị bỏ vô tay nè em thấy không. Đây, đây nha, dài. Dài, ghi chữ dầu là chị biết dài rồi. 2m là 50k thì biết nó dài đúng không. 2m này 50k. Chị nào chốt cái màu vàng này 2m 50k báo giúp em 50k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 50k kèm số mét ha. 50k kèm số mét. Chị nào lấy mã này hôm nay chị mở. Dạ em cảm ơn chị Đào Summer nha. Cái này 50k kèm số mét. Cho Thanh Hương 3m nè. 50k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 50k. 50k kèm số mét ha. Thanh Hương 3m nè. Đẹp, cái này mấy chị may nguyên bộ áo dài hoặc là may áo dài, áo bà ba, đồ bộ được hết nha mấy chị nha. Có co giãn không cần lót. Và thật là vàng tươi. Cái này là vàng tươi luôn á mấy chị, vàng tươi luôn á nha. Tươi ơi là tươi luôn á, chắc vải, chắc giả mang luôn. 25k một mét là biết nó dài rồi. 3m cho Thanh Hương nè. Chị nào chốt màu vàng nữa báo giúp em vàng kèm số mét nha. 25k một mét. Mấy chị lấy vàng báo giúp em vàng. Vàng kèm số mét giúp em. Chị nào lấy vàng báo giúp em vàng kèm số mét. Vàng kèm số mét nha mấy chị. Chị nào lấy vàng báo giúp em vàng kèm số mét. Cái này bi mà không co giãn mấy chị, lụa không co giãn. Váy áo đầm bộ không cần lót, cái này lụa không co giãn nha. Cái này chắc vôn lụa không co giãn. Váy áo đầm bộ không cần lót, nền đen chấm bi trắng. Váy áo đầm bộ mấy chị không cần lót ha ha. Vàng không bóng chị ơi, vàng nó chưa. Không, là cái lụa vôn lụa tằm đó nó không bóng, lụa satin và phi lụa kia nó mới bóng. Chắc đẹp lắm chị. Chắc rất là đẹp. May quần váy mặc với bò thêu trắng, may kiểu bò Barbie doll. À đẹp mà. Cái đó đẹp á Thanh Hương, cái màu vàng này đẹp lắm. Cái này bi này chắc vôn lụa, váy áo đầm bộ không cần lót mấy chị nha, 47k 2m. Váy áo đầm bộ không cần lót. Cái này váy áo đầm bộ không cần lót. 37k 2m, chị nào chốt mã này 47 chứ quên. 47k 2m. Chị nào chốt mã này 47 báo giúp em 47. Đây nó không có đàn.
đó đó, lậu đó đó, đúng rồi. 208 mà, dễ sợ không? Đón giá 250 đi không? Lấy về 208. Loại không có đèn nữa. Cái đó chắc nắp vô. Bật lên thử thay. Phải sạc pin chứ. Chứ có pin sẵn rồi mình bật đi. Bật đang quay này đó, hả? Đây này. Rồi bật mấy quạt đi quanh kia để cho khỏi rùng cái đèn. Rồi qua bên nó luôn nè. Rồi. Đó, để trong mát. 47k 2 mét, chị nào chốt mã này 47 báo giúp em 47 nha. Và bi đen 3 mét cho chị Nguyễn Thu Hương nè. Cái gì kìa. Mặt đau rồi bố dễ sợ chứ. Từ nay mà bằng cái đó. Có loại mà nít nó để bài băng đèn bật lên nữa. Ôi trời ơi chết cha. Bên con băng băng nó báo đây nè. 3 mét cho chị Nguyễn Thu Hương nè. Cái này giờ sao? Ấy này bỏ đi cái đó chút hồi báo từ mấy nghìn thôi chứ cái đó ăn thua gì ngồi đường mà. Vàng đào sa mơ 1 mét nè. Chị đào sa mơ 1 mét vàng nè. Chất vàng này nó đẹp lắm. Chất liệu nó chắc chắn mà nó dẻo, nó đẹp lắm. Có co giãn chất dày dặn rất là đẹp. Cho chị Lê Hy 3 mét nè. Chị Lê Hy đơn mới vô tin nhắn giùm em với nha. 2 3 4 5 3 mét vàng cho chị Lê Hy nè. Ba mét cho chị Lê Hy. Lô Nguyễn bé à. Chị Thu Hương có 3 mét rồi nha. Đen chấm nó không có giãn chị Mai Phạm ơi. Đen chấm em đó không có giãn chị nha. Nó không có giãn. Em có nói là lụa không giãn á chị Vôn. Lụa không co giãn, váy áo đầm bộ không cần lốt. Đen chấm không có co giãn nha. Hạnh Lan đang dùng xanh chai ra đó Hạnh Lan. Xanh chai đây nè. Chị làm cho nào không, vậy? Đây cắt để đo chốt đơn cho khách á. Mình lộn ẩn không thấy rồi mấy chị hỏi có tiền mà trong bao đâu có. Cái này cũng dòng vôn lụa không co giãn. Cái này cũng vôn lụa không co giãn nha mấy chị nha. Màu vàng gừng. Áo váy áo đầm bộ không cần lốt. Vôn lụa không co giãn nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Chị lấy 2 mét chấm bi đen rồi nè. Ok chị Mai Phạm nè. Alo. À khoan chị đương đương bận em ơi, đương bận không nghe máy không tiện nha. Rồi mới sáng dây tiền giờ dây tiền mệt ghê á. 1 2 3 4 rồi dây kháng bị khủng bố. Nợ nó cũng khủng bố mà không nợ cũng bị khủng bố. Mới sáng đường rình hàng tay nó xuống nghe điện thoại chạy ù xuống nghe. Dạ em bay ngân hàng. Bắt mày cả. 2 mét này 42k. Chị Lê Hy 3 mét là may một bộ áo dài đủ nha chị nha. 3 mét vàng của chị là may bộ áo dài đủ. Tại vì khổ của nó khổ 1 mét rưỡi. Chị nào lấy mã này váy áo đầm bộ không cần lốt. Chắc vôn lụa nha mấy chị nha. Không co giãn mềm mướt rũ. Váy áo đầm bộ không cần lốt. 42k 2 mét là 21k 1 mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 42k kèm số mét màu vàng gừng. Lên bộ quần ống rộng rất là đẹp. Lên áo đầm xè, lên áo kiểu được hết mấy chị nha. Nói chung là váy áo đầm bộ không cần lốt. Chắc không co giãn nhưng mà rất là mướt. Chị nào chốt mã này báo giúp em 42k kèm số mét. 42k kèm số mét. Chị nào lấy mã đó 42k kèm số mét. Chị nào lấy mã đó 42 báo giúp em 42 nha. 42k màu vàng này là 42k kèm số mét. Chị nào chốt mã màu vàng đó 42 báo giúp em 42. 42k 2 mét nha mấy chị nha. 42k 2 mét. Chị nào chốt mã đó 42 comment giúp em đây 42 nè. À đúng rồi. Đó, đó, đi đây, đi đây. Này hả? Cái này là xem kép này là lụa giấy mà. 42k 2 mét hả? Ừ. Đây Trâm ơi. 42 chị nào lấy mã đó 42 comment giúp em 42 lấy cái gì? Nè, chụp cái chị này nè. 42k chị nào lấy mã đó 42 báo giúp em 42k kèm số mét nha. 42k 2 mét cho chị Trần Bích Trâm.
Chị nào lấy 42 nữa báo giúp em 42. 42k 2 mét em chốt cho chị Trần Bích Trâm. Chất vải nó không co giãn nhưng mà nó rất là đẹp mấy chị mướt nha. Chị nào lấy mã 42 nữa báo giúp em 42. Mấy chị lấy 42 nữa báo giúp em 42 nha, 42k 2 mét. Mấy chị lấy 42 rồi em lên cái cây satin, cái này tata lụa mấy chị. Tata lụa màu đen. Mấy chị lên cái này có thể là lên nguyên bộ áo dài được nè, lên áo đầm và maxi, áo kiểu, bộ đồ quần ống rộng được hết nha mấy chị. Một. Cái này là tata lụa màu đen. 2. Ba. Chắc là chịu rồi đó. Không có xanh chai mua mà 10.000 hết hết trơn á. Màu đậm là chắc lựa satin rồi. Satin kia thôi, sao 10.000 được. Satin làm gì có 10.000. Chỉ có cái lót à. Độ giấy mới có 10.000 một mấy. Lót xanh thang đó thôi. Hai này có ra thật, cái này satin. Satin đó nhưng mà không phải 10.000 một mét đâu. Satin không có giá đó. Cái này tata lụa 72k 2 mét mấy chị, màu đen. Tata lụa màu đen 72k 2 mét. Rất là đẹp này mấy chị. Lên nguyên bộ áo dài được này, lên đầm maxi, lên áo kiểu, lên bộ đồ quần ống rộng được hết nha. Chị nào lấy mã này thì báo giúp em. Chị nào lấy mã này báo giúp em nha. 72k 2 mét là 36k 1 mét mấy chị ha. 36k 1 mét á, chị nào lấy cái này báo giúp em số mét nha, màu đen tuyền. Chị nào lấy cái tata lụa màu đen này chắc mềm rũ mướt nha, chắc rất là đã, có co giãn, váy áo đầm bộ không cần lốt. 72k 2 mét, chị nào lấy mã đó 72 báo giúp em 72. 72. Ừ, quá nhiều á. 72k 2 mét. Chị nào lấy mã đó 72 báo giúp em 72. Tôn nó hả chị Tú Hình, tôn chắc 2-3 bữa nữa em mới có hàng. Còn được có 1 mét rưỡi, 1 mét rưỡi. 1 mét đen cho chị à. 1 mét đen, trời chất đen này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Cái chất đen nó rất là đẹp luôn á. Nó mướt mượt mà nó rủ mình, nó đã lắm, chất dài dặn. Nó tới 30 mấy ca 1 mét lận mà. Nó là tata lụa này, rất là đẹp. Chất này mấy chị mua về mấy chị lên cái đầm xòe maxi á, đẹp lắm luôn. Hoặc là mấy chị nguyên bộ áo dài. Nguyên bộ áo dài thì khỏi phải nói nữa, nó nặng tà, nó rất là đẹp nha. 1 mét cho chị Nguyễn Thu Hương nè. Chắc nó đẹp lắm, chắc nó đã lắm luôn á. Mấy chị có thể lên nguyên bộ đồ mà quần ống rộng á, quần ống rộng mà lưng kiểu á mấy chị, đẹp lắm. Cái tất ta lụa này nó đẹp lắm. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét này. Chắc bao đẹp luôn nè. Mấy chị nhìn cái chắc này, nó rất là VIP nha, VIP luôn á. Chắc nó đã gì đâu. Rồi cắt cho Nguyễn Thu Hương 1 mét rồi. Máy cũng bán hết mấy chị mà. Nhưng mà cắt mấy cái cắt mà 1 mét 1 mét mấy chị vui lòng đừng đổi là được thôi. Chứ còn cái gì màu gì sao em cũng cắt hết. Bây giờ màu nhiều rồi nó thôi đi. Rồi em lên cái cây vuông hạt này nha. Cái màu đen này nó đẹp. Mấy chị đừng có nói là 72k. Mấy chị tưởng tượng nó đắt nhưng mà không đâu. Nó rẻ lắm á. Cái này người ta bán tới trăm mấy một mét lận. Cái hàng này lên đầm nó ra nó đẹp, cực kỳ đẹp. Lên nguyên bộ áo dài thì khỏi phải chê rồi. Tuyệt vời luôn. Cái hàng đó nếu như mà mấy chị đi mua tìm nhiều lúc cũng tìm không ra. Quả chẳng. Alo. Thải. À, vì chị kia không tiện nghe máy nha. Gì đâu mà ăn rồi cứ ngăn hàng hoài ha. Dịch mà sao có tiền dư cứ đi hỏi dai hoài ta. Không có may, không có vải may quần tây nha Nhã Cầm nha. Cái này 32k 2 mét, sáng giờ 4 cục rồi ạ. 32k 2 mét, chị nào chốt mã này 32 báo giúp em 32. 32k kèm số mét, chị nào lấy mã này 32 báo giúp em 32k nha. Vôn. Vôn này 32k 2 mét. Có xanh két satin hả? Cái gì? Ở trên đó có cây xanh két lên nó lấy cho nó dễ kìa.
Trời, cái vải đen này nó đẹp quá đi trời ơi. Một mét tư xanh đen, màu đen cho chị Đào Summer này. Cái này nó đẹp lắm, cái chất nó đẹp lắm đó chị. Màu đen này nó đẹp, cực kỳ đẹp. Không chắc gì đẹp qua nó luôn á. Nó đã gì đâu á. Này mấy chị mua nhận về mấy chị sẽ mê cái chất này luôn. Mấy chị lên cái áo dài mà màu đen á, mặc đã lắm. Nó nặng phà, nó đã lắm. Cái chất nó dài này, có co giãn này. Chất nó đẹp, cực kỳ đẹp. Một mét tư cho chị Đào Summer nè. Cái chất đen này nó đẹp cực kỳ, nhưng mà em cũng có ít thôi chứ không nhiều, tầm khoảng mười mấy mét à. Rất là đẹp, mấy chị lên nha, bộ đồ đùi cũng rất là đẹp. Chị nào lấy mã này 32 báo giúp em 32k kèm số mét nha. Đen 3 mét cho chị Tấn Hương. Mua đi chị Tấn Hương, cái chất này nó đẹp lắm. Lên nguyên bộ áo dài em bảo đảm không cắt gì đẹp qua nó luôn. Cái này nếu như mấy chị mua giá là nó tầm giá phải trên 100 một mét á. Từ 100 một mét đó, không có giá nó đâu. Em về nguyên cả 2 tấn hàng mà được có một cây màu đen này nè. Rất là đẹp. Cái này là em quảng cáo để giới thiệu cho mấy chị biết cái chất này mà dùng. Lên nguyên bộ áo dài, không có chất gì đẹp qua luôn á, đẹp lắm. Cái này là màu đen đúng không? Ừ. Em có mấy mét hà, cỡ 6-7 mét chứ không phải là cây to mà em giới thiệu cho mấy chị để mấy chị mua đâu. Cái này là chất nó đẹp, em giới thiệu để mấy chị dùng biết được nè, có chút xíu này thôi, hết rồi, không phải nhiều. 3 mét cho chị Tấn Hương. Chị nào lấy mã đó thì báo giúp em số mét nha. Xanh két may bộ áo dài, xanh két chút nữa đi chị Lê Hy, chút em lên, chị thích màu đó thì em cắt cho. Chứ giờ em chưa lên ha. Biết đâu là chị thích cát đậm cát nhạt, em không biết, để đợi chút em lên có thì em cắt cho chị ha. 1 mét đen cho chị Mai Phạm này, 2 mét cho chị Tú Huỳnh nè. Thì Tú Huỳnh 2 mét nè. 1 mét cho chị Mai Phạm. Nó dài dặn nhưng mà chắc nó nặng tà, nó đẹp lắm. Một mét cho chị Mai Phạm nè. Rồi, chị nào lấy đen nữa báo em. Em còn cỡ 6-7 mét gì thôi. Mấy chị lấy vôn 32 này, báo giúp em 32 kèm số mét mấy chị nha. 32k kèm số mét. Chị nào lấy mã đá 32 báo giúp em 32. Thanh đạm 1 mét. Đen này giống cái đen của ông Diễn lên cái áo đầm á. Đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Lên cái đen đẹp, nó ông Diễn lên áo đầm luôn. Rồi chị nào lấy đen nữa thì báo em. 3 mét rưỡi đen cho Lê Hy. Rồi em còn cỡ 2 mét nữa thôi, hôm tới mấy chị em hết đen rồi đó nha. 3 mét rưỡi cho Ly Hy có rồi nè. Rồi em lên cái đây một chút màu này. Em lên cái vôn lụa màu đỏ đô, hoa nhí màu trắng. Cái này là vôn lụa mấy chị nha, váy áo đầm bộ không cần lốt, không co giãn. Cái này váy áo đầm bộ không cần lốt nhưng mà nó không co giãn mấy chị nha. Mướt, chắc mướt. Chắc mướt mềm rũ nha. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét nè. Không co giãn, váy áo đầm bộ không cần lốt, chắc rất là mướt nha. Chắc mướt mềm. Chắc mềm mướt rũ, chị nào lấy thì báo giúp em số mét nè. Vôn lụa, chị nào lấy cái chất vôn lụa màu đỏ này thì bà đỏ đô báo giúp em nha, 44k 2 mét. Váy áo đầm bộ không cần lốt, mềm mướt rũ nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt, mềm mướt rũ. Chị nào lấy mã này báo giúp em số mét. Đen là chất tất ta lụa đó chị Nguyễn Hiền Trăng, chất đẹp cực kỳ. Dạ để em xem rồi chút nữa em cắt em đổi lại cho chị. 3 mét là đủ rồi, chị mua gì tới 3 mét rưỡi chị may quần ống xéo hả?
Rồi chị nào lấy cái này 44k 2 mét, chị nào chốt mã này 44 báo giúp em 44 nha. 44k kèm số mét. Chị nào lấy cái mã vôn lụa này báo giúp em 44k kèm số mét. Mềm mướt rũ không co giãn mấy chị ha. Mềm mướt rũ nhưng không co giãn. Chị nào lấy mã này báo giúp em số mét. 44k kèm số mét. Gỡ đâu? 44k kèm số mét, 1,5 mét đen cho chị Mộng Văn Trần. Chị Mộng Văn Trần ơi, chị đang mới vô tin nhắn giùm em với nha. Em hết đen rồi nha. Dục nhẹ ra nó bị khăn. Màu xanh đen hình như em không biết có không á chị Tấn Hương, em chưa tìm. Một mét rưỡi cho chị Mộng Văn Trần đơn mới nè. Chị Mộng Văn Trần đơn mới nhớ vô tin nhắn giùm em với nha. Hết rồi chị Huyền Trang ơi, hết rồi. 44k 2 mét cho chị Phan Mai. Phan Mai á. NN á. Phan á. Giống như người Bình Định quá vậy. Chị người Bình Định hả chị Phan, chị Mai. Ghi phan, đọc Phan là ghi Phan luôn á. Phan. Có số điện thoại luôn rồi nè. Chị Phan Mai cũng đơn mới á, vô tin nhắn giùm em với nha. Chị Phan Mai cũng là đơn mới, chị vô tin nhắn giùm em với ha. Cái này vôn lụa tằm màu cẩm. Có cây sạp mà ha, quay đưa qua chưa like hả? À? Một, hai, ba. Cái này vôn lụa tằm mấy chị nha. Áo dài, áo bà ba, váy áo đầm bộ, áo kiểu được hết nha mấy chị nha. Vôn lụa tằm màu tím cẩm. Vôn lụa tằm màu tím cẩm 2m 50k. 2 mét vôn lụa tằm màu tím cẩm 50k. Chị nào lấy mã đó 50 báo giúp em 50. 50k 2 mét vôn lụa tằm màu tím cẩm 50k. Chị nào lấy mã này 50 báo giúp em 50k kèm số mét. Ủa chứ tự nhiên mấy chị ta bật mẹ nó. Hết chạy luôn rồi. Hết pin rồi. 50k kèm số mét. Em lấy cái lon sao? Cái lon nào rồi Nguyễn Dương ơi? Nguyễn Dương cái lon nào chị không thấy? Lon màu be sao chị? Lon màu be sao chị là cái nào đó ta? Cái lon màu be là đâu có thấy nè. Cái nào Nguyễn Dương chị không thấy ha. Cái này chị nào lấy màu tím cẩm này là vôn lụa tằm mấy chị nha, co giãn, áo dài, áo bà ba, áo đầm đều được hết ha. Cái này á hả? Cái này á hả? Phải không Nguyễn Dương? Cái này nó là phi á. Này là phi lụa. Cái này là phi lụa nha. Cái hình con mèo chị. Cái hình con mèo nè. Chị nào lấy mã này 50k báo giúp em 50k kèm số mét nha. Rồi 50k kèm số mét. 50k kèm số mét rồi. Ok Nguyễn Dương, cái đó còn ít có vải thun để mai rèm cửa không chị? Dạ không chị Nguyễn Tiến nha, Nghĩa Tiến nha. Cái này còn còn đây. Đây. Rồi bỏ cho Nguyễn Dương nè. Cái đó lên áo sơ mi nam nữ được. Lên áo sơ mi nam nữ rất là đẹp. Cái tay này mình hết rồi đúng không ta? Cái này satin nha. Cái này lụa satin bêu hồng nha, bêu đỏ nha mấy chị. Lụa satin bêu đỏ. Khúc này em còn được có một mà 1,5 mét thôi. Cái này em còn 1,5 mét ha. Cho khúc xanh luôn, sao chị luôn. Rồi bêu đỏ bỏ cho Nguyễn Dương nè. Xanh này bỏ cho Nguyễn Dương luôn nè. Cái sức vàng còn. Cái vôn nhí này đẹp nè. Chị nào lấy vôn nhí này thì báo giúp em vôn nhí nha. Vôn hoa này rất là xinh. Vôn này là 35k 2 mét. Mấy chị báo giúp em 35k kèm số mét nha.
35k 2m này, chị nào lấy mã này 35 báo giúp em 35 nha. 35k 2m. Hoa này xám, nền xám hoa đỏ này có mười mấy ca một mét thôi Nguyễn Dương. Hàng này chị đương bán dưới giá nhập á. Nguyễn Dương lấy mấy mét chị cắt cho. Cái này nó vôn này nó nhẹ, nó mềm, nó có độ co giãn. Cái này là hàng cây, hàng này là bán đương bán dưới giá nhập. Hàng này hàng giá 160-170 lần á. Nguyễn Dương lấy thì báo nha. Tiếng lên đồ rất là đẹp, có độ co giãn nè. Rồi cái này còn rồi, Nguyễn Dương cái này nha. Chị còn á. Nguyễn Dương lấy thì báo chị lấy mà cắt mét cho. Rồi Nguyễn Dương lấy 30 mét, bỏ cái đó ra đi. Hồi lấy cái cây nó đo cho Nguyễn Dương 30 mét. Nó tầm có 14k một mét thôi, nhưng mà chắc nó có co giãn rất là đẹp. Rất là đẹp. Màu tím cho ai? 13 mét rưỡi. Màu tím cảnh cho chị 13 mét rưỡi nè. Cái bông mà em mới vừa đó là bông to đó chị Phan, Phan Mai ơi. Rễ rễ này lên xíu cắt cho chị 13 mét rưỡi tím nè. Chị Tú Hình mã 35 nè. 3m2 với màu 3m5. Chị 10 13m2 nè, 2 3 4 5 6 3m2 cho chị 10. Chị nào lấy tím cảnh này nữa báo giúp em nha. 25k một mét, mấy chị may áo bà ba, may áo dài, may nguyên bộ áo dài, may đầm maxi, may áo kiểu đều được nha. 35k 2 mét cho chị Tú Huỳnh nè. Cái vôn bông nhí này cũng rất là xinh, cũng có mười mấy ca một mét thôi ha. Có mười mấy ca một mét thôi. Rồi 2 mét cho chị Tú Huỳnh nè. Chị nào lấy hoa nhí 35 thì báo giúp em. Dạ đúng rồi, chị 10 là biên biên. Biên cảnh 1m3 cho chị Tấn Hương nè. Cái này mấy chị lấy áo bà ba rất đẹp á mấy chị. 1m3 cho chị Tấn Hương nè. Rồi chị nào lấy cái này nữa báo giúp em tím cảnh kèm số mét nha. Cái vôn này nó tầm 14k 1m, chị nào lấy thì báo giúp em số mét. Vôn bông nhí cho chị Bình Hữu 2 mét nữa nè. Cái vôn bông nhí này nó xinh, nó rất là xinh luôn á. Mấy chị may, mấy chị may áo dài áo kiểu đều được hết nha. 1 2 3 Sáng ngày ta xuống là 7 giờ ta xuống là ta chưa ăn cái gì hết, là ta vô ta đóng hàng nữa đó. Tốt một hôi hộp luôn. Cái ra ta ra ngồi chập cái đi ăn sáng. 2 mét cho chị Bình Hữu nè. Rồi chị nào lấy tím cảnh thì báo em tím cảnh, mà vôn bông nhí báo em vôn bông nhí nha. Cái vôn này là hàng, này là hàng 160-170 đó mấy chị. Giờ em bỏ vô em like luôn với giá 125 luôn cho mấy chị nè. Hàng này là dưới giá nhập, nó tầm 14k một mét thôi. Cái này lên đồ đẹp lắm. Cái này mấy chị lên đầm body được luôn, nhưng mà phải lốt nha ba. Áo kiểu với áo dài thì không cần lốt. Cái này 14k một mét, cái chị nào lấy thì báo giúp em số mét nha. Chị nào lấy báo giúp em số mét. Nhí lúc nãy có giãn không? Dạ không chị Lê Hy, không. Nó chỉ ví dụ như cái vôn này nó có co giãn nè. Cái vôn này chắc nó rất là mềm mại, nhưng mà mấy chị mặc nó lại mát, chứ nó không có nóng nha. Cái vôn này mặc sướng lắm, không có nóng. Nó không có nóng, mấy chị lấy cái vôn đó thì báo giúp em số mét nè. Tím cảnh 1m3 cho chị Tú Huỳnh. Cái này lên áo bà ba, lên nguyên bộ áo dài. Dạ có, satin bông cũng có, nhiều cây có không á Hình nữa. Tại vì cái này là vì chị về vôn lụa thập cẩm, cho nên là tới cây nào hai cây đó chứ không có lựa ra. Mấy chị vô trúng ngày thì toàn là lụa mango, lụa satin rồi không, mà trúng ngày thì nó lại vôn không. Vậy á, nên là nhiều mua like thì mình phải theo dõi vậy á. Make 3 cho chị Tú Huỳnh nè. 14k 2 mét cho chị Trinh Trần. Cái này là khách nhà em lên đầm body, là lên kiểu thiết kế á mấy chị, lên rất là đẹp. Nó chỉ có 14k một mét thôi. Mấy chị lấy cái bông xám này thì báo giúp em số mét nè. Có 14k một mét thôi mấy chị nha.
2 mét cho trên trần nè. Vôn mà nó già, vôn có co giãn mà nó rẻ hơn lót nữa. Lót mấy chị đi mua thợ may thì mấy chị từng mua lót rồi mấy chị sẽ biết ha. 22k một mét lót. Mà vải này may ngồi có 14k hả? Nè, 28k 2 mét có 14k một mét thôi. Chị nào lấy thì báo giúp em vôn xám kèm số mét nha. Bông to là vải lụa vôn đó chị Trang, vôn có co giãn chị Trang nha. Cái vôn đó là vôn có co giãn chị Trang ha. Vôn đó là vôn có co giãn. Cái này cũng có, em có cái cây vôn tằm caro này, xin chưa? Cái này là vôn tằm caro. Vôn này mấy chị lên nha, áo kiểu áo dài thì không cần lốt, áo đầm thì mấy chị nên lốt phần dưới ha. 1 2 3 4. Chắc đẹp ghê luôn á, mềm dẻo nè. Cái chất vôn này nó mềm dẻo đẹp luôn á mấy chị nha. Caro này có độ co giãn nhẹ nhẹ. Cái vôn caro này nó có độ co giãn nhẹ nhẹ. Mấy chị lấy vôn caro này báo giúp em số mét. Caro 30 mét cho Nguyễn Dương. Có 17k một mét thôi, chị nào lấy thì báo giúp em. 30 mét chắc hết cây này rồi, bỏ hết cho Nguyễn Dương nè. Được chứ không dài chị Trang ơi, vừa chứ không dài. Rồi cái caro này em còn 2 mét thôi, em bỏ hết cho Nguyễn Dương rồi nha. Caro đó em còn có 2 mét thôi. Chị nào lấy thì báo giúp em còn 2 mét đó, chị nào lấy báo giúp em. Chị nào lấy cái caro đó báo giúp em nha. Cái này lụa satin. Lụa satin màu rêu. Chị nào lấy lụa satin màu rêu này thì báo giúp em số mét. Lụa satin màu rêu. Mấy chị lấy lụa satin màu rêu này thì báo giúp em số mét nha. 2 3 4. Lụa. Lụa không co giãn. Cái này màu rêu, lụa satin có co giãn nha mấy chị nha. Lụa satin màu rêu có co giãn. 2 mét này 40k. Chị nào lấy mã này 40k báo giúp em 40k kèm số mét. Cái này là lụa satin. Váy áo đầm bộ áo đồ bà ba à, nguyên bộ áo dài được hết mấy chị nha. 20k một mét. Chị nào lấy satin màu rêu này thì báo giúp em số mét nha. Satin đẹp không? Đẹp lắm Nguyễn Dương. Satin rất là đẹp, chắc đẹp á. 17 là cái này à. Rồi còn có 2 mét caro đó em bỏ cho chị Trinh Trần là hết nha. Em hết. Lụa satin hình thú. Hiện tại thì không thấy đó chị Cẩm Hương Nguyễn nha. Rồi bông 2 mét cho chị Phạm Mỹ nè. Ok Phạm Mỹ nè, chị nào lấy bông mã này là 14k mét, 28k 2 mét nha mấy chị. Rồi chị nào lấy bông xám đó nữa báo giúp em nha. 40 cho chị Hệ Phạm 7 mét, chị Đào Sa Mơ 1 mét nè. Cái đó chắc satin rất là đẹp, chắc đẹp lắm. Dày dặn mà rất là đẹp, may bộ đồ pyjama, may đầm, may áo kiểu, may nguyên bộ áo dài được hết ha. 1 mét cho chị Đào Sa Mơ nè, chị Hệ Phạm 7 mét. 1 mét cho Đào Sa Mơ. Bảy mét cho chị Hệ Phạm. 1 2 3 4 vôn 14 cho hết rồi các chị ạ. Còn chứ 7 8 14 là bông xám á. 9 bông xám rồi. 10 chứ không phải caro hả? Nghĩa là hồi nãy 17 là 12 13 14 7 mét cho chị Hệ Phạm nè. À 1 mét 7 chứ không phải 17 mét, mà không phải 7 mét. Xí nữa em cắt 7 mét rồi đó. 1 mét 7 cho chị Hệ Phạm này. Tại vì 1 2 3. Em thấy là lạ sao Hệ Phạm bữa nay mà mua lần 7 mét. Rồi 1 mét 7 cho chị Hệ Phạm này. Rồi chị nào lấy cái satin màu rêu này nữa báo giúp em nha. 1 mét 7 cho chị Hệ Phạm. 1 mét 2 vôn cho chị Thanh Đặng này. Cái này nó có độ co giãn, mấy chị lên áo dài, áo kiểu đồ được hết nha. Nó có độ co giãn. Có độ co giãn, cái chất này nó có độ co giãn. Khách nhà em mua về lên đầm body kiểu thiết kế á, mấy chị rất là đẹp nha. 1 mét 2 cho chị Thanh Đặng nè. Rồi chị nào lấy satin nữa thì báo giúp em. Chị Phan Mai 2 mét nè. Rồi, lại bay cái mét nè.
Đúng. Chị Phan Mai 2 mét nè. Chị Trang Nguyễn 2 mét. Rồi ghi bông xám đó cho chị Trang Nguyễn 2 mét đi. Cho tờ giấy nữa đi Trang. Rồi chị nào lấy cái vôn bông xám 14k 1 mét đó thì báo giúp em. Satin rêu cho chị Tiến Nguyễn 1 mét nè. Trang Nguyễn 2 mét. Không biết đó nghe. Một mét cho chị Tiến Nguyễn nè. Mấy chị đơn mới nhớ vô tin nhắn giùm em để em chốt đơn cho nó nhanh mấy chị nha. Em đi tìm mấy chị nó lâu lắm. Chị nào lấy cái satin, cái chất satin nó đẹp lắm. Chất satin bao đẹp luôn. Một mét cho chị Tiến Nguyễn nè. Không, của chị Phan Mai. Chị Trang Nguyễn là ghi rồi. Chị Tấn Hương 2 mét bông hoa lớn nè. Vôn bông hoa lớn nè nha. Rồi chị nào lấy cái satin rêu nữa thì báo giúp em. Trời sáo ra nó nhào uổng vậy trời. Báo cho chị 7 mét nó nhào uổng chưa. Lấy cây vôn gì. Mới dục qua đây rồi. Cái này là vôn hình con thơ gì thú đao dài dài dép thời trang nói chung là fashion. Cái này là vôn mấy chị nha. Lên lại cái này đi rồi lên cái vôn chăn nó đi rị ra đi màu đen màu đồ luôn nó bị kẹp rồi cái tay. Cái này vôn hình dài dép mấy chị nha. Vôn này là vôn hình dài dép nè. Vôn hình dài dép. Chị nào lấy cái này nó cũng có độ co giãn nè. Vôn này nó cũng có độ co giãn. Vôn này cũng có độ co giãn. 2 mét này 30k. Chị nào lấy cái vôn này 2 mét 30k báo giúp em 30k. 30k 2 mét vôn này. Chị nào lấy mã này 30 báo giúp em 30 nha. 30k 2 mét. Mấy chị lấy báo giúp em 30k kèm số mét em lấy cái cây vôn chăn này nè. Đen nó chưa lên kìa. Cái này vôn bông chăn. 1 2 3. Uống sữa đây. Lên hồi nãy rồi. Cái này 2 mét vôn bông chăn. 2 mét vôn bông chăn này là 25k. Mấy chị 13k 1 mét. Chị nào lấy cái vôn bông chăn này báo giúp em. Nó có 13k 1 mét thôi mấy chị. 25k 2 mét. Mấy chị lấy mã này báo giúp em 25k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 25k kèm số mét. Không. Mắt chị phải rỉ. Thôi 25k kèm số mét. Chị nào lấy mã vôn bông chăn này báo giúp em 25k kèm số mét nha. Vôn bông chăn này 25k kèm số mét. Mấy chị lấy vôn bông chăn báo giúp em vôn bông chăn kèm số mét. Vôn bông chăn kèm số mét. Bữa hôm qua mấy chị hỏi em cái lụa satin có chữ LV màu đen nè. Đẹp không? Mấy hôm qua là em lên màu trắng, giờ là em lên màu đen nha. Lụa satin có chữ LV màu đen. Trinh trần 25 2 mét. 25 2 mét cho trinh trần nè. Rồi chị nào lấy cái lụa satin màu đen này thì báo em số mét này. 1 2. Ngày hôm qua em lên màu trắng, giờ mới có màu đen nha. Lụa satin đen có chữ LV mấy chị nha. 2 mét này 47k. Chị nào chốt mã này 47 báo giúp em 47 nha. 47k. Mấy chị thích mặt bóng thì đưa mặt bóng ra ngoài nè. Mấy chị thích mặt mờ thì mấy chị đưa mặt mờ ra ngoài. May mặt nào cũng được hết. Chị nào lấy cái này 47k kèm số mét. Lên đồ pyjama nam nữ, áo sơ mi nam nữ, đầm sơ mi, áo đầm, áo dài được hết nha mấy chị nha. 47k kèm số mét. Lụa satin màu đen có chữ LV. Chị nào lấy cái này thì báo giúp em 47k kèm số mét.
Mấy chị lấy mẫu này 47k, báo giúp em 47k. Kiếm kèm số mét 25 em cắt cho chị 10-12 mét nè. Thì cái này mấy mét cũng được mà bỏ hết vô hả? Ừ, tới 30 mét lần mà. Đó, cỡ 10 mấy, 20 mét chứ mấy. Ừ. 2 mét cho chị 10-10 nè. Chị nào lấy mã đó 47 báo giúp em 47 nha. 47k 2 mét. À, satin chữ LV màu đen. Hôm qua mấy chị có hỏi em mà không biết chị nào hỏi giờ không nhớ nữa. 47k, cây vôn này còn đúng không? Ừ. Cái này vôn hoa màu đen 37k 2 mét. Chị nào chốt mã này 37 báo giúp em 37 nha. 37 vôn, 37k kèm số mét. Chị nào lấy mã này 37 báo giúp em 37. 47k 2 mét cho chị Tấn Hương nè. 47k 2 mét cho chị Tấn Hương. Cái này 37k vôn, vôn chi phong có giãn chị Phước. Vôn chi phong này nó có độ co giãn nhẹ, cái satin đen đó có giãn á chị, đẹp lắm, chất rất là đẹp, có giãn nha Phước Nam nha. Chị nào lấy mã này 37 báo giúp em 37k kèm số mét. 37k kèm số mét giúp em. Chị nào lấy mã vôn đó 37 comment giúp em 37. 37 nha. Cái này cũng vôn. Bếp mốt lùa đen mã này mã 47 đó đúng không? Bên kia có chữ, bên này cũng chữ. Một mét mốt đây vậy đó. Cái này nó co giãn 4 chiều luôn á, co giãn nha, 2 chiều 4 chiều. Ba mét cho Phước Nam. Chắc đẹp lắm á mấy chị ơi, cái này chắc nó đẹp lắm. Chị Văn Tuyết. Okay. 3 mét cho Phước Nam. Chị Văn Tuyết 2 mét. Rồi chị Văn Tuyết 2 mét. Em hết rồi nha mấy chị nha. Em còn mà không có chữ EV. Có họa tiết y như vậy nhưng mà nó không có chữ EV nha. Văn Tuyết dư 2 mét à. Em xem thử chị Văn Tuyết còn được bao nhiêu lấy luôn giúp em ha. 1 2 3 4 5 6. Em còn 3 mét mốt nè, chị nào lấy mét mốt nữa em cắt ha. Cái này em còn 3 mét mốt. Chị Văn Tuyết lấy luôn giúp em được không? Em còn 3 mét mốt á. Rồi đưa cho chị Phan Mai 1 mét mốt rồi cô Văn. Rồi em hết chị à, chị Phan Mai cắt rồi hả? Chị Phan Mai có rồi, cái này em còn 1 mét mốt thôi chị Lan Quỳnh ơi. Chị Lan Quỳnh nha, em còn có 1 mét mốt thôi chị nha. Em còn mẫu màu đen đây các chị nè, mà cũng như vậy luôn mà không có cái chữ với lại Dior nữa. Màu đen và đen họa tiết và đen Dior các chị. Em còn 1 mét mốt, chị nào lấy báo em nè. Không đây là biết có vấn đề rồi. Em hết chữ EV đó rồi chị Lan Quỳnh. Và bỏ 1 mét mốt cho chị Đào Summer nè. Rút chỗ nó lại. Em còn y như vậy nhưng mà nó không có chữ EV mấy chị nha. Chắc y như vậy nhưng mà nó không có chữ EV. Đây em dơ cái mặt này cho mấy chị thấy. Nó không có chữ EV. Chị nào lấy mẫu 2 báo em mẫu 2 em cắt ha. Mấy chị lấy mẫu 2 lụa satin đen đó thì báo giúp em cắt không có chữ EV.
cái đó nó không có chữ EV á mấy chị. Chị nào lấy đang đi o thì báo em luôn nha. Nên nó không có chữ EV. Em còn cái chữ cái đó không có chữ EV với lại cái chữ DO này nè. Cái chữ DO này mấy chị nha, chắc đẹp lắm, chắc thì mấy chị khỏi phải chê, nó mềm nó dẻo nha. Rất là đẹp. Mấy chị lấy chữ DO thì báo giúp em chữ DO, mấy chị lấy chữ họa tiết thì báo giúp em họa tiết nha. Họa tiết không có chữ. Chị nào lấy thì báo giúp em. Rồi em lên cái cây lụa lụa giấy màu cà phê sữa này mấy chị, lụa giấy. Lụa giấy này mấy chị may may áo kiểu được này, may áo đầm được ha, hoặc là mấy chị làm lốt đều được nha. Cái này lụa giấy nha mấy chị nha, lụa giấy màu cà phê sữa, màu nu á, màu nu đậm á mấy chị nha. Chị Lan Quỳnh ơi, cái đó nó giống như mẫu mẫu trước thôi, nhưng mà nó không có cái chữ thôi chị. Nó cũng y như vậy đó, nhưng mà nó không có cái chữ EV thôi. Còn họa tiết nó y nhau. Nó giống y như nhau mà nó không có cái chữ thôi chị nha. Lụa giấy này 2m 27k. Chị nào chốt mã này 27k kèm số mét. Mấy chị may áo kiểu áo đầm được ha, hoặc là mấy chị làm lốt chị đều Lan rất Quỳnh, là mình ok. Lấy cái mẫu 2 chắc đi. Mềm dẻo có độ co giãn ha. Có độ co giãn, chị nào lấy mã này báo giúp em 27k kèm số mét lụa giấy màu cà màu nu đậm. Lụa giấy màu nu đậm 27k kèm số mét. Chị nào lấy mã đó báo giúp em 27k kèm số mét. 27k kèm số mét giúp em. Chị mấy chị lấy mẫu đó báo giúp em 27k kèm số mét. Tống tóm chị. Gửi lại khúc nào chị gửi qua chị. Ấy là gửi khi nào chị gửi về tới chưa? Hỏi chị gửi khúc nào cái hình nào nữa trời. Chị Bình Hữu 273m là mã này à? Mã cà phê đi hả? Rồi ok chị Bình Hữu 3m nè. À đúng rồi đó, có cái khúc thô đó đó, đúng rồi đó. Cô Tâm á. Cô Tâm. À, màu vàng đó đúng không? Gửi về rồi đó. Cái màu vàng đó đó ta. Rồi có chim bay đó. Đúng. Chưa được đi hả trời. Rồi 3 mét cho chị Bình Hữu nè. Rồi chị nào lấy mã 27 nữa báo giúp em 27 ha. Xanh, đúng rồi, xanh là lụa. Dạ đây chị Lăng Lăng Quỳnh đây nè chị, nó y như vậy đó nhưng mà nó không có chữ EV thôi chị. Nó y như vậy luôn, chắc cũng y như vậy nhưng mà nó không có chữ EV. Chữ EV thôi. Nó không có chữ EV, cái này mấy chị thích mát thì mua cái này lanh lụa nha. Chắc đẹp lắm, mát rượi á. Chị nào lấy cái này lanh lụa báo giúp em số mét này. Cái này là lanh lụa mấy chị nha, lanh lụa tôn lụa đó. 1 2 3 4. Cái này lanh lụa xinh chưa? Áo kiểu áo đầm đồ bộ được hết mấy chị nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt, chắc lanh lụa. Cái này là chắc lanh lụa nha mấy chị nha. 2m 32k. Lanh lụa 2m 32k. Mát rượi rượi luôn, sờ vô là nó mát rồi. Lanh lụa 2m 32k. Xinh chưa? 2m 32k lanh lụa. Chị nào lấy mã này 2m 32. Có mấy giúp em 32, mấy 6 hay mấy 8? Mấy 6 hả? Rồi ok chị Lan Lan Quỳnh nè. Chị nào lấy lanh lụa đó 2m 32 báo giúp em 32 nha. Xin Trần, 2m lanh lụa. Lanh lụa là tôn lụa đó chị Ly Trần. Đẹp lắm, 2m cho chị Xin Trần nè, Anina Trần nè. 2m cho chị Bích Ngọc. Cái này nó có mấy mét thôi, chắc nó mát rượi rượi á. Mấy chị may áo, may đầm, may đồ mặc may áo công sở được nha. Chắc nó đẹp lắm, nó mềm mướt như lụa mà nó là lanh. Chắc nó mát lắm.
sờ vô nó mát, mát rượi á. 2 mét cho Nina Trần nè. Bích Ngọc 2 mét nè. 1 mét rưỡi cho Mỹ Linh Nguyễn nè. Vải xanh đó là lụa giấy đó chị Tâm Hòn. Chị Mỹ Linh Nguyễn 1 mét rưỡi nè. Một mét rưỡi cho Mỹ Linh Nguyễn nè. Chị Tâm Hòn 2 mét này. Cái này nó mát lắm. Chắc nó ở này nó mát lắm luôn á. Nó mát y lanh vậy đó. 2 mét cho chị Tâm Hòn. 1 3. Rồi còn hơn là chị Tâm Hòn lấy hết luôn giúp em nha. Cái này nó còn 3 mét á. Trời. Đi lại đang gỡ cho ra. Ôi trời trời, mỏi cái tay. Chị Tâm Hòn ơi, còn cái này chị lấy luôn giúp em với nha, hơn 3 mét cái chị. Cái này nó hơn 3 mét chị lấy luôn giúp em nha, nó nhẹ mà. Có mười mấy ca một mét thôi, nhưng mà chắc nó mát. Cắt cho đào summer đi. Rồi dạ để xem. Để em xem thử cái này. Em hết rồi chị Mười Mười ơi, lanh lụa em hết rồi. Em đến chị Tâm Hòn là em hết rồi nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Đâu đủ đâu. Còn có 2m9 chị Tâm Hòn lấy luôn giúp em. Em đến chị Tâm Hòn là em hết rồi mấy chị nha. Chị đào summer không có, chị Mười Mười không có nha. Yên Phương Nguyễn cũng không có ha. Rồi em hết mẫu lanh lụa đó rồi. Mẫu lanh lụa đó em hết rồi ha. Dạ chị căng lên thôi. Cái đó 2m9 gần 3 mét thì căng lên thôi đó. Em căng giá 125 thì nó vẫn là giá 125. Này hàng em bán ký mà. Đó nhẹ mà. 3 mét này 47k. 2m9 47k. 47k đó chị. Cái đó 47k. Cái này vôn lụa tầm màu đỏ đô. Vôn lụa tầm màu đỏ đô mấy chị may áo kiểu á, và ba đều được hết nha. 3 4 5 6. Cái này 3 mét nè. 3 mét màu đỏ đô vôn lụa tầm. Vôn lụa tầm này mấy chị may nguyên bộ áo dài được, may áo bà ba được nha. Đồ bộ đồ được hết. 57k 3 mét mấy chị nha. 3 mét này 57k. Chị nào chốt mã đó 57k kèm số mét giúp em. 57k kèm số mét. Mấy chị lấy mã đó báo giúp em. 57k kèm số mét. Cái này vôn hạt. Vôn hạt này là màu cẩm. 57k vôn lụa màu đỏ đô đó em còn á. Chị nào lấy báo giúp em số mét. 1 2 3 4. Cái này tôm chiên đó. Tôm à. 2 mét này 20k. Chị nào lấy mã này 20k kèm số mét giúp em. Mẫu này 20k kèm số mét. Chị nào lấy mã vôn hạt này báo giúp em 20k kèm số mét. 20k kèm số mét giúp em nha. Chị nào lấy mã này báo giúp em 20k kèm số mét. Màu tím cẩm vôn hạt màu tím cẩm. 20k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu đó 20k báo giúp em 20k kèm số mét. Chị nào chốt mã đó 20 báo giúp em 20 nha. 20k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu đó 20k báo giúp em 20k. 20k kèm số mét. Cái này màu vàng bò, lụa giấy màu vàng bò. 20k 2 mét mấy chị lấy báo giúp em. Chị Tri Phong 2 mét, Tấn Hương 2 mét vôn hạt nè. À, Tú Nguyễn. Tú Nguyễn đi đơn rồi á. Vải xanh phía sau là lụa giấy không dày đâu chị Tâm Hòn. Lụa giấy giống màu vàng bò em đương lai nè. Chị may áo kiểu công sở. Có thôi cắt lại cho chị Tri Phong 2 mét rưỡi đi. Cái đó cho chị Quán Hương.
Cái này mấy chị phối tay á, lên áo dài mấy chị phối tay cũng rất là đẹp. Đây đuổi nó nằm dưới rồi. Cái này vôn bêu loại dài á mà đuổi. 2,5 m cho chị Tri Phong này, Hiền Lê 2 m hả? Xong chưa, đủ chưa? Chị Bích Ngọc tí 1 m. Ấy là chị đủ chưa, đủ hết rồi đúng không? Rồi, khúc lên căng với lại cắt 2 khúc này là đủ rồi. Chị Bích 1,4 m cho chị Bích Ngọc nè. 12 m. Chị 10, 12 m 1. Có rồi. Chị mới có khúc lành đó. 2 mét cho chị 10. Cái này ăn mình luộn. Vậy nói mai nguyên bộ được không em? Dạ được chị, mai nguyên bộ được chị nha. Cái vải màu xanh này mai nguyên bộ được, nó là chất lụa giấy, nó nhẹ nhưng mà nó không thuộc loại mỏng lắm nha, mai bộ được. Cắt luôn đổ cho chị gì đó chàng ấy hả? Cái tay nó có rồi, còn cái đấm nó có 2 là chị Bích Ngọc đâu có lanh đâu, có chỉ là hết, chỉ làm gì có lanh à. Cái này lụa giấy màu vàng bò này mấy chị hả? 4. Cái này 2 m lụa giấy màu vàng bò, may áo công sở, may áo đầm được hết nha mấy chị nha. May áo bà ba được luôn nha. 2 m này 24 k. 2 m này 24 k. Cái đó em còn á chị, chị lấy mấy mét em cắt cho. Cái đó nó tầm 10 k, 12 k một mét, giống như cái loại em đương lai này nè. Nó tầm 10 mấy k một mét á. Cái loại này nó tầm 10 mấy k một mét, chị lấy mấy mét em cắt cho. Cái này màu vàng bò 24 k 2 m, chị nào lấy mã này báo giúp em. 24 k kèm số mét nha, có 12 k một mét thôi, 23 chứ cũng được 24 nữa. 23 k mấy chị nha, mấy chị em đọc 24 thì mấy chị comment 24. 24 k kèm số mét lụa giấy màu vàng bò, chị nào chốt lụa giấy màu vàng bò đó báo giúp em. 24 k kèm số mét, 24 k kèm số mét giúp em nha. 24 k kèm số mét, chị nào lấy mã 24 báo giúp em 24. Rồi ok, chị cho chị 2 m nè. 24 k kèm số mét, 24 k kèm số mét, chị nào lấy mã này 24 báo giúp em 24 nha. 24 k kèm số mét. Cô ơi, hôm qua sáng tới sắp áo dài phối với cái lụa hồng hôm qua con mua không nhớ nữa nhỏ ơi, tại vì chốt nếu như có cái màu trắng hoa đó, cái màu trắng hoa sơn, trắng hoa với cái quần đó hả, không biết có cắt không hề, không biết là có chốt không, không nhớ được. 2 m là may đủ độ bộ đó chị Tâm Hồn. Rồi khi nào mình cái cây để đó đi tìm thử đã chứ không 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 biết nữa, cứ đọc tên rồi bỏ vô bao chứ giờ mà hỏi lại trên like chị không biết đường luôn á. Cây đó nó đè rồi, cây đó ở dưới này nè. Chị nào lấy màu vàng bò đó 24 k 2 m báo giúp em 24 nha. Cái này vôn màu xanh xám, vôn màu xanh xám mấy chị nha, vôn màu xanh xám. Chị nào chốt cái vôn màu xanh xám này báo giúp em số mét nè. Vôn màu xanh xám 2 m này 32 k, 2 m này 32. Chị nào lấy cái vôn màu xanh xám này 32. Satin da thì có cắt rồi cho nhỏ rồi mà cái hoa đó cái da 32 k kèm số mét, chị nào lấy mã này 32 báo giúp em 32. Có gì đó để kiểm tra lại sao nha nhỏ nha, giờ không biết đường, đương like chưa có kiểm tra được, chút nữa xuống like rồi kiểm tra giùm cho. Cái này 32 k, chị nào lấy cái này 32 báo giúp em 32. 32 k 2 m đó, chị nào chốt mã đó 32 comment giúp em 32. 32 chị nào cho báo giúp em 32 k 2 m. 32 xanh ngọc dưới đóng em xem.
được quá bên này đây thầy. Nó đẹp con tâm này. Cây này thì kia lên. Xanh ngọc này mấy mấy đầm mấy nguyên bộ áo dài được nha mấy chị nha. Nó giống như satin ngọc trai á, nó giống như ngọc trai á mấy chị. Cái này nó giống lụa ngọc trai. Mấy chị lên nguyên bộ áo dài được nha. Nó là ngọc trai á mấy chị nha. Ngọc trai. Cái này là màu xanh ngọc ngọc trai. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét. Mấy chị may nguyên bộ áo dài được nè. May áo đầm, may áo kiểu được hết nha. Nói chung tất tần tật đều được. Đầm bộ áo dài bà ba được hết ha. Chị gì Tâm Hoàng hai mét xanh này hả? Xanh nào chị Tâm Hoàng ơi? Xanh hồi nãy chị hỏi em lụa giấy đó thì em bỏ cho chị rồi. Còn cái này là xanh ngọc. Xanh ngọc này chị nào lấy nguyên bộ áo dài thì cắt 3 mét mốt ha. Còn chị nào mà lấy bộ thì lấy 2 mét, áo dài không thì cũng lấy 2 mét. Cái này nó là ngọc trai màu xanh ngọc. Chị nào lấy thì báo giúp em. Satin. Cái này mấy chị may nguyên bộ áo dài, may đầm, may bộ, may áo bà ba được hết ha. 2 mét này 50k. Chị nào chốt mã này 50k. Báo giúp em 50k kèm số mét màu xanh ngọc. Nó là lụa ngọc trai á mấy chị, 50k. Không có màu kem chị hoa đá, màu cam chị hoa đá ơi. Cái này là 50k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 50k, comment giúp em 50. Mây. Nhanh. Cái này khác cái kia hả? 50k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 50k. Báo giúp em 50k. Mà cái này hả? Satin hả? Cái này giấy. À, cái này cũng satin. Nó đó, nó rị vô đây mà khác khác. Cái này cây nhỏ. Cái này khác, cái này nãy lên rồi khổ có mấy chai. 50k kèm số mét, mấy chị lấy mẫu này báo giúp em. Khổ 1,5 m nha chị Nga, chị Mai Phạm. Cái nào khổ nhỏ em sẽ báo, cái nào mà em bông không báo khổ có nghĩa là khổ đủ. Cái nào khổ 1,2 m em sẽ báo ha. Chị nào lấy mã này báo giúp em 50k kèm số mét. 50k kèm số mét, chị nào lấy mã này 50k báo giúp em 50k. Ui trời trắng ở dưới này lắm thì à. Ê chủ chừng tao luôn á. 50k kèm số mét, mấy chị lấy mẫu này thì báo giúp em 50k. Kèm số mét 50k. 50k kèm số mét. Cái lụa satin màu da này thì nó có khổ 1,2 m thôi nè. Lụa satin màu da khổ 1,2 m nhưng mà giãn rất là mạnh. Nó giãn như thun luôn. Chị nào lấy mã này da thì báo giúp em da kèm số mét khổ 1,2 m. Mấy chị tính ra mà mấy chị cắt ha. Xanh ngọc 3m5 cho Lê Hy nè. Rồi ok chị Lê Hy, 3m5 cho chị Lê Hy nè. Màu xanh ngọc đẹp lắm á mấy chị lên áo dài đẹp. Chụp cái nó lên đây vậy là. Cái này được các mét, mấy cái nó ở trên kia hết. Bông trắng đâu? Trắng cái ừ nữa là đào lá. 3,5 m cho chị Lê Hy nè. Nó là satin hay là lụa giấy đó? Giấy thì nó có mớ mà. Có mớ, vồn như giấy mà. Ở dưới á. Nó ta lâu lên cả mớ ở dưới. 3,5 m cho Lê Hy nè. Rồi chị nào lấy ngọc trai nữa thì báo giúp em ngọc trai nè. 1 dạ, mai dài tà. Xanh ngọc một bộ mai dài tà. Thì áo dài thì cỡ 3m, 3,5 m là dư sức rồi đó đó chị Lê Hy. Chị nào lấy lụa giấy màu trắng này báo em số mét nè. 1,5 m đào summer. 1,6 m. Dạ có rồi chị Lan Quỳnh, chị có đi đo đan đó rồi. À không, đi đo đan thì em chưa cắt. Em mới cắt họa tiết cho chị à. Chị lấy hai mẫu luôn. Cái này màu da này là khổ có 1,2 m thôi mấy chị nha. Màu da thì khổ có 1,2 m thôi. Màu da cho chị đào summer 1,5 m nè. Khổ nó chỉ có 1,2 m thôi nha mấy em chị. Có một cây 1,2 m và một cây 1,5 m. Rồi cắt đề ô đen á hả? Chờ cái đề ô đen nó nằm ở đâu rồi? Nè. Rồi ok chị Mai, chị Lăng Lăng Quỳnh 1,6 m đề ô đen nữa nè.
Chị nào lấy lụa giấy trắng báo em số mét nha. Lụa giấy trắng chắc đẹp. Lên áo công sở, lên áo đầm được hết nha mấy chị. Mấy chị sang, mấy chị đi làm lốt nó cũng rất là đẹp, nó mát. Màu xanh mà thì vải satin nữa các chị. Trời trời, vôn xanh da trời nha. Cái cánh này mà đâu rồi, tờ giấy đi đâu rồi? 1m6 cho chị Lan Long Quỳnh đi o đen nè. Chị nào lấy satin màu da thì báo em. Em lên cái cây lụa giấy màu trắng này. Trắng sữa rất là đẹp. Trắng này mấy chị may áo công sở đi làm được hết nha. 1 2 chắc mát mấy chị ba. Cái này thì nó rẻ. Mấy chị mua về làm lốt nó cũng cực kỳ rẻ, nó rẻ hơn lốt thun rất là nhiều. Bay một cây giấy rồi hả chị? Này. Này lụa giấy màu trắng 22k 2 mét. Chị nào lấy lụa giấy trắng này báo giúp em 22k kèm số mét ha. 22k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 22k 22k kèm số mét. Đâu đưa xem. Bi nâu đắt đó nghĩa là satin ở trên nhà trên á. À lụa ý á. Đi ghi rồi đó, cây này bên này này lụa ý đỏ đô này đó, lại là lụa ý nâu đắt này hai màu đó. Chưa cắt đúng không? 4 mét cho chị Tuấn Nguyễn nè. Chắc đẹp lắm, chắc rất là đẹp. Mấy chị mua về mấy chị may áo đi làm này, mặc rất là mát. May đầm, may đầm thì mấy chị làm hai lớp của nó luôn cho nó đẹp. Hoặc là mấy chị làm lốt ha. Có 12 10 11k 1 mét này mấy chị làm lốt cực kỳ rẻ mà nó mát lắm. Nó mềm mại, nó mát lắm mấy chị nha. Chắc nó đã lắm, mịn nước luôn á nè. Gọi là lụa thì mấy chị biết rồi. Mềm như lụa đó, nó đẹp lắm. Bốn mét cho chị Tuấn Nguyễn nè. Chắc bao đẹp luôn. Cái này mấy chị làm lốt áo đầm đồ nó sướng lắm. Nó sướng hơn là lốt thun rất là nhiều. Mà nó có độ co giãn, mặt nó mềm mướt á. Mấy chị làm lốt thì nó sang cực kỳ sang. Không gì sang bằng, chắc đẹp tuyệt vời. Rồi chị nào lấy lụa giấy trắng đó nữa thì báo giúp em lụa giấy trắng nha. Nè. Lụa giấy trắng cho chị Trần Bích Hồng 4 mét nữa nè. Chắc nó đẹp ghê luôn á. Chắc đã dễ sợ, cây trắng này nó đẹp thiệt luôn á. Cái cây nó tùy theo cây mấy chị. Cái cây thì nó, cây này nó tuyệt vời nè. Tùy theo cây. Có cây thì nó không đẹp bằng cây này đâu. 2 3 4 5 6 7 8 5 mét cho chị Trần Bích Hồng nè. Cái cây này nó đẹp hơn mấy cây khác á mấy chị. Đặc biệt cái cây này nó đẹp hơn nè. Cũng một loại cũng chắc nhưng mà người ta dệt nó trúng cây á mấy chị. Cây nó đẹp tuyệt vời luôn. Có tùy theo cây nữa chứ không phải là nó cây nào nó cũng như cây nào đâu. Vải người ta dệt như vậy đó. Có cây nó không cũng một chắc nhưng mà cái cây nó lại khác. Nó không có giống nhau đâu. Đào sơ mơ 2 mét, quý hiền lê 3 mét. Xanh 2 mét rưỡi mà lên núi nữa rồi. Hoa đá ngọc cây xanh 2 mét rưỡi. 2 mét đào sơ mơ 3 mét hiền lê. Chị đào sơ mơ 2 mét này, chị hiền lê 3 mét. 1 2 3 4 2 mét cho đào sơ mơ này, 3 mét cho hiền lê. Rồi chị Hiền Lê còn 2m8 nè. Rồi lôi ngọc cây xanh xuống lại nè. Chị Tuấn Nguyễn ngọc trai 1m5 với ai nữa? Chị Hoa Đá 2m5.
chị nào lấy cái ngọc ra cho nó làm em quải ghê. Ê, cái bọc đẹp lắm, cái ngọc trai này nó đẹp lắm, mấy chị cắt về may nguyên bộ áo dài nó đẹp đi, nó đẹp lắm. Cái ngọc trai này nó rất là đẹp, mấy chị may nguyên bộ áo dài rất là đẹp nha. Màu này lên đồng phục cũng rất là đẹp. Mấy chị lấy cái ngọc trai này nữa báo lúc em số mấy nha. Lụa trắng đây em hết rồi chị Tú Hình ơi. Em còn nhưng mà nó còn cây khác gì đâu mà chị nó hay Thanh ơi, như đơn của mình có một khúc hai khúc này nên nó hơi ít cái nên đợi chị mua hai thêm mấy rưỡi này. Để em lấy ra chốt cho, không biết là nó lạc đâu rồi nữa. Chị Tú Nguyễn ơi, cái này em xé nó lỡ bị cái chừng này có hai phân này, nó bị tè xuống này, chị lấy giúp em nha. Chị Thanh Thanh ơi. Ba. Chị vô tin nhắn giúp em. Chị Hồng Trà 3 mét nè. Cái màu này nó đẹp lắm, mấy chị lên nguyên bộ áo dài, cái này may đồng phục cũng rất là đẹp nè. Rồi, Hồng Trà rồi đó. Chỉ cần mà gắn vô một cái hoa nữa thôi là nó rất là chị đẹp luôn, hoa thêu đó, á. Hoặc là may với 1 mét rưỡi cho chị Tú Nguyễn nè. 3 mét cho chị Hồng Trà. Cái này cái áo đó cái quần kia đẹp không? Không, lên nguyên bộ đẹp hơn. Mấy chị lên nguyên bộ nó đẹp hơn. Đừng có mặc với quần khác, y bộ của nó đẹp. Tại vì nó chắc ngọc trai á, mấy chị lên nguyên bộ của nó đẹp hơn đã thôi. Cái này là mét rưỡi xinh gì đây? 2 mét rưỡi, cái này 1 mét rưỡi. Cái này khúc 2 mét rưỡi, khúc mét rưỡi coi lại cái đó thử. Mét rưỡi. Đó nó nặng á. Ba mét cho chị Hoàng Trà này. Lụa giấy trắng để hồi em lên cây khác nha. Cái này ngọc trai là lụa ngọc trai với là cái gì chị? Nó là lụa ngọc trai á chị. Cái mặt vải của nó giống như viên ngọc trai á. Nó rất là đẹp, người ta gọi là lụa ngọc trai. Hiện tại thì giờ em có màu này thôi chị. Hoa đá em chưa có biết được có màu gì nữa đâu nha. 25k 1 mét đó chị Thanh Thanh. 25k 1 mét. Mấy chị lấy màu ngọc trai này đi, đẹp lắm. Lên nguyên bộ áo dài rất là đẹp. Cái màu... cái đó và cái đó hả, để tìm chắc mà bỏ bao khác trong đó, nó ta có cắt cho nó rồi nè. Không có, đeo đó là bỏ đó rồi. Có trong nó, có nó tìm thấy đây chút xuống like rồi tìm cái đó ta nhớ ta cắt cho nó 1m2 cứ lại 1m. Một quần với một áo bộ đồ. 2m, 2m 50k. Là 2m. Con lấy 2m là 55. Vâng, cái áo là 1m2 nữa. Nhưng mà áo dài, áo dài mà chưa cái cắt cái đó. Tự không biết lấy mẫu đó thì không biết là còn không. Không, cái lụa màu đó thấy cái hà mẫu lá nó thì còn lụa màu thì hết rồi. Lụa màu có rồi. Chị Thanh Thanh 2 mét nè. Còn cứ để đó hồi tìm bỏ lại cho. Dạ nằm dưới đó rồi. Đây đúng không? Rồi 2 mét cho chị Thanh Thanh, chị nào lấy ngọc trai màu ngọc này nữa thì báo giúp em. Sao kỳ vậy ta, cái vải này sao mỗi lần xé nó bị tẹp cái vậy. 2 mét cho chị Thanh Thanh nè. Chị nào lấy màu ngọc trai đó nữa báo giúp em số mét. Dạ chị Thanh Thanh còn Nguyễn Dương ơi, chị, cái đó ca Nguyễn Dương lấy màu xanh còn... ngọc đó hả Nguyễn Dương. Ngọc xanh ngọc đó là 2m50k. Tìm vải em chốt liền chứ. Dạ để đó em xem thử cái vải của chị Thanh Thanh. Tại do nó có ít đó. Nó có ít nên em chưa có gửi đó chị. Chưa đủ đơn thành ra em không gửi nha chị nha. Cái này nó tầm 25k 1 mét nha Nguyễn Dương. Này là lụa ngọc trai. Cái này mấy chị lên bộ áo dài đồng phục rất là đẹp. Màu ở ngoài nó sậm hơn mà đậm hơn ở trong lai một là một tông. Chị tôm càng 2 mét này 2 2 mét cho chị tôm càng nè. Dạ em thay đổi giờ tối thành giờ sáng đó chị Thu Hà. Em thay đổi giờ tối thành giờ sáng. Tối em sẽ không like. Chị nào lấy cái satin ngọc trai đó nữa thì báo giúp em. Áo quần ngọc trai. Còn cái này cũng là màu xanh ngọc mà nó là lụa satin nha. Cái này cũng màu xanh ngọc nhưng mà nó là lụa satin. Cái này là lụa satin chứ không phải là ngọc trai. 2 3 4
Cái này lụa satin màu xanh ngọc. Chị nào lấy lụa satin màu xanh ngọc này báo giúp em số mét này. Cái này lụa satin màu xanh ngọc 2m38k. 2m38k lụa satin màu xanh ngọc. 2m38k lụa satin màu xanh ngọc. Chị nào lấy ngọc trai nữa thì báo em nha. 2m này 38k lụa satin màu xanh ngọc. 2m đưa cái lụa ý màu đen lên đây like nè. Lụa ý em còn lụa ý màu đen này, còn cái mây nó 100 cắt luôn, 2m màu nâu thì nó xuống luôn. Cái này lụa ý màu đen mấy chị nha. Chắc lụa ý này Nguyễn Dương nhận màu xanh rồi đúng không? Đẹp không Nguyễn Dương? Chắc rất đẹp đúng không Nguyễn Dương? 2 3 4. Lụa ý màu đen này nó tầm 22k 1m mấy chị nha. Lụa ý bi màu đen chị nào lấy cái này thì báo giúp em. 44k là 2m mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Lụa ý màu đen 44k kèm số mét. Cái này là 44k. 2m xanh ngọc à. Chị lấy màu này đúng không chị Phùng Thị Tuyết không? Cái này là lụa satin. Chị lấy 2m này là chị comment giúp em 38 nha. Còn ngọc trai là 50. Chị lấy cái này thì satin này thì báo giúp em 38. Mẫu 38 chị ha. Chị nào lấy lụa ý màu đen này báo giúp em số mét nha. 42k kèm số mét. 42k kèm số mét giúp em lụa ý màu đen. Chị nào chốt lụa ý màu đen này thì báo giúp em số mét nè. 42k kèm số mét. Đẹp phía sau là vải gì vậy? Vải ở trên xào á hả chị? Hoa đá ở trên xào đó là lụa Latin và lụa Pháp. Lụa đó thì 60k một mét chị nha. Chị nào lấy cái này thì báo giúp em lụa ý đen kèm số mét. Lụa ý đen nó tầm 22k một mét mấy chị. Mấy chị lấy thì báo giúp em. Rồi chị 2 mét cho chị Phan Mai 38 này. Cho chị Ngọc Trai. Rồi ok chị Ngọc Trai 2 mét cho chị Phùng Thị Tuyết Hồng này. Cái đá Phan Mai này thì khúc đá Phan Mai này Tuyết Hồng này. Lụa ý cho Sinh Trần 1m6 này. Chị nào lấy lụa ý bi đen đó báo giúp em nha. Chị nào lấy lụa ý bi đen đó báo giúp em. Sinh Trần 1m6. Rồi chị nào lấy lụa ý bi đen nữa thì báo giúp em số mét. Lụa ý bi đen kèm số mét. Lụa ý bi đen cho Đào Sa Mơ 1m7. Quạt tích điện đó hả? Trời ơi, giống như quạt bên đây đó hả? Rồi chị nào lấy lụa ý bi đen nữa báo giúp em số mét. Cái này lụa hay da. Lụa hay da chắc mềm mướt mấy chị nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt có co giãn. Chắc rất là mướt nha. Cái này là 2m nha. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét nè. 2m này 40k. Chị nào lấy cái này lụa hay da. Lụa hay da chắc rất là đẹp nha. Chị Thu Hà Nguyễn 1m6 nè. Rồi chị nào lấy cái này thì báo giúp em lụa hay da này là 40k 2m. Váy áo đầm bộ không cần lốt, có độ co giãn nhẹ. Chị nào lấy thì báo giúp em 40k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 40k kèm số mét cho chị Tiến Nguyễn 1m5. Dạ em bỏ cho chị Xanh Ngọc Trai rồi nha chị Phùng Tuyết Hồng nha. Chị Tiến Nguyễn 1m5 là đường viết nè. Cây có giấy màu vàng và làm giấy mua rồi á. Ta đã làm rớt, ta đã động tới. Chứ cái cây viết có giấy màu vàng nãy viết để bên nữa. Bỏ đó là cái dấu vải nó rớt thôi chứ. Cái này 40k 2m này, chị nào lấy mã này 40k comment giúp em 40k. Đây chị ơi, chị Tuyết Hồng nha, màu xanh ngọc trai đây chị nha. Xanh ngọc trai, nó cũng là màu ngọc luôn. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Chị lấy rồi mà. Cho xem lại. Chị lấy satin hay là lấy ngọc trai không biết nữa. Cái này lụa dẻo chữ DO mấy chị. Lụa hay da. Lụa hay da mã nào? Đây. Hay da 40k 1m5 cho chị Hoa Đá nè. Ghi bả trào đó. Hoa Đá 1m5. Dạ em chưa khui á chị Hoàng Trà, để em khui có thì em bỏ cho chị ha. Cái này 40k 2m cho chị Bích Ngọc nè, bỏ cho chị Bích Ngọc nè. Chị nào lấy mã hai da đó 40k kèm số mấy chứ em. Cái này nó là lụa dẻo á mấy chị. Cái
Cái này nó cũng lụa hay da, lụa dẻo hay da mấy chị nha, chữ DO. Váy váy áo đầm sơ mi đồ được hết, cái mấy chị may đầm body sơ mi được ha. Cái này mấy chị may nam nữ gì cũng được hết. Màu này, chữ này mấy chị may nam nữ gì cũng được hết nha. Cái này nó cũng lụa hay da. Cái này cũng lụa hay da nha. Lụa hay da, lụa dẻo á. Chị nào lấy cái này thì báo giúp em số mét nha. Chữ DO, nam nữ mặc được hết ha. Đồ pyjama cho nam cũng được luôn, áo sơ mi cho nam, đầm sơ mi cho nữ đều được. 2 mét này 43k. Chị nào lấy mã DO này 2 mét 43. Comment giúp em 43 cho chị Dung Linh 2 mét nè. Dung Linh 2 mét mã 40 nha. Mã 40 là cũng lụa hai da màu đỏ bả trầu. Chị nào lấy mã này 42k 2 mét, mấy chị lấy báo giúp em số mét ha. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em số mét 40k 2k 2 mét. Chị nào lấy mã đó 40k 2 mét, 42 chứ quên. 42k 2 mét. Mấy chị lấy thì báo giúp em số mét nha. Em lên cái cây lụa Hawaii sọc. Có chị Thu Hà có 1m6 lụa ý đen rồi nha chị nha. Em bỏ cho chị rồi. Cái này lụa Hawaii sọc, có co giãn. Váy áo đầm bộ không cần lót mấy chị nha, chắc mềm, có co giãn. Cái này là lụa Hawaii. Lụa Hawaii sọc nha. Mấy chị lấy lụa Hawaii sọc này thì báo em số mét nè. Cái này là lụa Hawaii. Chị nào lấy mã này 42 báo giúp em 42. Cái này lụa Hawaii sọc. Lụa Hawaii sọc 38k 2 mét. Lụa Hawaii sọc này 38k 2 mét. Không. Chị nào chốt cái này 38k kèm số mét. Có không biết bỏ ông bao không chứ còn ghi giá thì không có. 38k 2 mét lụa Hawaii sọc. Sọc 2 mét cho chị Hoàng Trà. Chị nào lấy mã này 38k 2 mét cho chị Hoàng Trà 2 mét nè. Chị nào chốt 38 thì báo giúp em 38. 38k kèm số mét nha. 38k lụa hay da ô đen 42k 1m6 cho chị Tiến Nguyễn. Rồi ok chị Tiến Nguyễn 1m6 nè. Rồi chị nào lấy sọc thì báo giúp em sọc, chị nào lấy DO báo giúp em DO ha. Chị nào sọc lấy sọc báo em sọc, chị nào lấy DO báo giúp em DO. Em lên cái cây này là vôn chi phong màu vàng. Vôn chi phong màu vàng gừng nha mấy chị. Cái này vôn chi phong màu vàng gừng. Vôn chi phong màu vàng gừng 1 2 mét vuông chi phong vàng 38k. Mẫu này là 38k 2 mét chị Hiền Lê 1m5. 1m5 cho chị Hiền Lê nè. Kêu sao lớn về bên nó trước đây. Đói bụng ra đó ăn cơm luôn đi lơ. 1m5 DO cho chị Hiền Lê này. Vải chị mặc có không? Vải em mặc hết rồi chị Tông Càng. Cái này là thô hàng đó chị Tông Càng. Cái này là thô cô Tông Hàng. Chị nào lấy mã 38 này thì báo giúp em 38k kèm số mét vôn chi phong màu vàng nha. Vàng gừng á mấy chị, vôn chi phong màu vàng gừng. Mấy chị lấy thì báo giúp em số mét 38k kèm số mét. Ngọc trai không có bóng nha chị Mỹ Linh, nó không có bóng. Phi lụa nó mới bóng, satin nó bóng mà nó bóng nhẹ. Còn phi lụa là nó bóng nhiều. Còn ngọc trai thì nó không có bóng chị. Nó như cái màu ngọc trai, cái viên ngọc trai nó làm sao là nó làm vậy á mấy chị nha.
1 2 3 4. Cái này vôn lụa, chắc vôn lụa này mấy chị mua về dùng thử đi. Chắc nó đã lắm, nó mướt mượt mượt rủ mình nha, mát nữa, không nóng. Chị nào lấy cái chất vôn lụa beo này nè, nó đẹp tuyệt vời luôn, nó mềm rủ trơn mượt nha. Chị nào chốt mã vôn lụa beo này thì báo giúp em số mét này. 2 mét này 42k. Chị nào chốt mã này 42, báo giúp em 42k kèm số mét. 2 mét ngọc trai xanh ngọc cho Mỹ Linh Nguyễn. Có cái nào không? Hết rồi, lấy bỏ hết rồi. 42k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 42k kèm số mét. Mấy chị lấy cái vôn lụa này báo giúp em 42k kèm số mét. Chị nào lấy mã vôn lụa này 42 báo giúp em 42. Em lấy lụa ấy cho chị chưa? Dạ rồi chị Thu Hà, lấy rồi chị nha. 42k kèm số mét. Chị nào lấy mã đá báo giúp em 42. 42k kèm số mét. Chị nào lấy cái vôn lụa beo đen đó báo giúp em số mét nha. Chắc nó mượt, nó mướt, nó mềm rũ đã lắm mấy chị. Cái này chắc này chắc thua, chắc chị mắng mắt rưỡi trời. Chắc này nó mát mấy chị, nó cũng giống như chắc lanh lụa mấy chị nha. Caro nhỏ này nè, may áo sơ mi nam, đồ pyjama nam được, chắc mát nha. Cái này chắc mát này. 2 cái này em còn cũng ít thôi. 3 chị nào lấy cái caro nhí này thì báo giúp em số mét nè. Chị nào lấy cái caro nhí này báo giúp em số mét nha. 2m 45k. Chị nào lấy mã này 2m 45 báo giúp em 45. Báo 45k mấy chị nha, chắc má. Mấy đầm cho mình, mấy áo sơ mi nam nữ đều được hết. 45k kèm số mét. 42 em chốt cho chị. Dạ mỏng chị Trinh. Phải may quần hai lớp chị nha. 42 em chốt cho Thúy Lê 2m này. Chị Thúy Lê đơn mới vô tin nhắn giùm em với nha. Chị mặc cái gì chị Tuyết Hồng ơi? Cái này 46k 2m cái mấy chị. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét nha. Mây đầm cho mình rất là đẹp. Mây đầm xòe á. Cái này mấy chị mây đầm xòe, đầm body gì cũng được hết á. Nó không co giãn nhưng mà chắc nó mát mấy chị nha. Chắc mát. Chị nào lấy cái này thì báo giúp em số mét. 46k 2m. 46k 2m. Chị nào lấy mã này 46 báo giúp em 46. 46 em chốt cho chị hả? Nina Trần 2m caro này. Caro này chắc mát rất là đẹp. Mấy chị lên đầm bao đẹp luôn. Cái này mấy chị lên đầm bao đẹp luôn nha. Có Nina Trần với Nina Nguyễn hay là một? Cái này 32 bỏ cho ai nè? 242 nè. Hai Nina luôn hả? Nina Trần 2m caro nhí nè. Rồi chị nào lấy cái caro nhí này nữa báo giúp em nha. Caro nhí kèm số mét. 46k 2m. Rồi em lên cái cây lụa giấy màu trà màu xanh đỗ. Lụa giấy màu xanh đỗ, cái này mấy chị may áo công sở mặc đi làm mát lắm nè. May áo bà ba. May áo đầm mấy chị ha. Cái này mấy chị may áo bà ba, may áo đầm, may áo công sở đẹp. Mấy chị sang thì mấy chị làm lốt tại vì giá nó rất là rẻ, có mười mấy k một mét thôi, 11 12k một mét ha. Nina Trần thôi là không có Nina Nguyễn. Em sợ nghe Nina Nguyễn cái lộn. Cái này 2m màu đỗ, 2m 24k. Chị nào chốt mã này 24k kèm số mấy. Cái này mấy chị lên áo công sở, áo đi làm rất là đẹp. Đi làm đi dạy rất là đẹp nha. Mấy chị có thể là lên nguyên bộ đồ bộ cho bà cũng được nè. Lên áo đầm. Mấy chị lái thì báo giúp em. 24k 2m. Chị nào chốt màu đỗ đó báo giúp em 24k kèm số mét. 2m rưỡi cho chị Hoàng Trà caro nhí nè. Chị Võ Hằng caro nhí 1m5.
chiều ngang 2 mét. Cái đó là 45 là mã nào ta? 45 là caro này nè. Hai mét rưỡi cho chị Hoàng Trà nè. Chị rất thấy. Chị 42 cho chị caro, cho chị Võ Hằng 1,5 mét nè. Chị Hiền Lê 45 2 mét. Ủa, vậy là chị Võ Hằng không còn nha. Em đến chị Hiền Lê là em hết rồi nha chị Võ Hằng. Em đến chị Hiền Lê, chị Hiền Lê còn được có 1,8 mét thôi. Rồi em đến chị Hiền Lê là em hết ha. Chị Võ Hằng hết rồi nha. Chị Võ Hằng có lấy bêu đó ha, chị Tôm Càng 2 mét nè. Chị Tôm Càng 2 mét màu đỗ có rồi nè, chị Võ Hằng không có caro nha. Chị nào lấy mã này 24k 2 mét lụa giấy, mấy chị lụa giấy này mặc mát nha. Mấy chị may áo kiểu, áo bà ba, áo đầm gì cũng đẹp hết nha. Chị nào lấy mã này báo giúp em số mét. Lụa giấy nha mấy chị nha. 24k 2 mét. Caro là 2,5 mét của chị Hoàng Trà. Còn mét 8 ở sau là của mét 8 có của Hiền Lê. Là của chị Tôm Cà. Chị nào lấy cái màu đỗ này thì báo giúp em số mét. Mấy chị lấy màu đỗ báo giúp em số mét nha. Lụa giấy màu đỗ. Em lên cái von lụa tằm màu xanh coban. Von lụa tằm màu xanh coban có co giãn mấy chị. Nó cũng tầm 40 mấy k 2 mét á. Áo dài bà ba, đồ bộ đồ được hết mấy chị nha. Có co giãn. Cái này nó là von lụa tằm có co giãn. Em cầm như vậy mấy chị thấy mỏng nhưng mà thực chất nó không có mỏng lắm. Áo dài và áo kiểu thì không cần lốt. Đầm thì mấy chị lốt ở dưới ha. Tại vì nó là vôn lụa tằm. Nó có độ co giãn rất là mạnh mấy chị. Mềm mướt rũ nha. Ai? Mặc lệ thu. Chị mặc lệ thu, chị lấy 2,5 mét xanh đỗ rồi. Ok chị mặc lệ thu nè. Dạ may áo dài thì cũng được. Nhưng mà thực chất em thấy nó lên áo dài thì nó sẽ không đẹp bằng những cái lụa kia. Lên áo dài nó không đẹp bằng đẹp các chị. Giấy này nó tại vì cái này mấy chị lên nó nhẹ tà, em thấy nó không đẹp bằng cái lụa ngọc trai. Cái này lụa giấy này mấy chị lên áo kiểu đồ nó đẹp hơn. Áo kiểu á bà ba, áo đầm đồ nó sẽ đẹp hơn ha. Người lớn trẻ con mặc được hết, tại vì chắc nó rất là mềm mại. Tại vì cái chất lụa giấy này nó nhẹ mấy chị. Nè đây là chất lụa giấy này mấy chị. Nó cũng rủ mình. Nhưng mà em thấy thì lên áo kiểu, áo công sở nó hợp hơn là áo dài. Áo công sở này, áo bà ba, áo đầm nó hợp hơn áo dài nha. Áo dài mấy chị lên cái loại satin dài với lại ngọc trai thì ba đẹp hơn. Lụa B 1,2 cho Hiền Lê. Chị nào lấy cái vôn lụa tầm màu xanh coban báo em số mét nha. Đó nó có độ co giãn. Áo dài áo kiểu thì không cần lốt. Áo đầm thì mấy chị nên lốt phần dưới ha. 1,2 cho chị Hiền Lê nè. Rồi chị nào chốt màu đỗ nữa báo giúp em. 25,2 mét là lụa giấy rồi. 25,2 mét cho Thúy Lê nè. Quyển thì bích trăng chiều qua lấy tại đâu? Quyển thì bích trăng cho em 2 mét xanh đó chiều qua lấy. Bích trăng mấy gì mà lấy 2 mét xanh đủ này hả? Cái màu anh xin này may áo mặc đi làm đi dạy nó mát hả mấy chị? Cũng mặc lại thâu cắt cái này chưa? Mấy cho Nguyễn Thị Bích Trăng này bỏ ngồi đi.
Mấy chị ơi, đơn mới theo dõi trang em 1 giờ rưỡi em like lại mấy chị nha. 12 giờ em xuống like và 1 giờ rưỡi em sẽ like lại. Mấy chị theo dõi trang em để mua thêm cho đủ đơn nha. Mấy chị đơn mới theo dõi trang em 1 giờ 30 em sẽ like lại mấy chị ha. 1 giờ 30 em like lại mấy chị theo dõi trang em để mua được cho nó đủ đơn để em đi đơn nha mấy chị ha. 12 giờ là em xuống like. Like em like vào 2 buổi. Buổi sáng 9 giờ và buổi chiều là 1 giờ 30 nha mấy chị nha. Buổi sáng là 9 giờ sáng. Em like tới 12 giờ trưa và 1 giờ 30 em sẽ like tới 5 giờ chiều nha mấy chị. Nên mấy chị theo dõi trang em mua cho đủ đơn để em đi đơn luôn nha mấy chị ha. 3 mét cho trên trần nè. Tắt bớt vô trong kìa, chỗ cái hàng chốt rồi, tải dài ra mà biểu. Chủ luôn thôi chứ đâu mua bỏ trong đó được. Mua cái ai vô trong đó bỏ chị. Rồi chị nào lấy cái gì nữa báo cho luôn giúp em ha. Rồi lên cái gì đây? Đây nè. Vôn. Vôn. Này vôn mấy chị, vôn này vôn có co giãn nha. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét nè. 2 mét này 27k. Chị nào chốt mã vôn này 2 mét 27k màu hồng rút ha. 2 mét 27k có độ co giãn. Chị nào lấy mã này báo giúp em 27k kèm số mét. 2 mét này 27k. Chị nào chốt cái này 27k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu vôn này 2 mét 27. Comment giúp em. Có chị cho chị 1 mét 7, 1m6 lụa giấy. Rồi ok chị Thu Hà. Chị nào chốt cái này 2m27. Comment giúp em 27 nha. 27k kèm số mét lụa giấy cho chị Thu Hà Nguyễn 1m6 này. Thôi cắm ngay đổ ra cắm hết này. Một mấy sáu cho chị à. Chị Thu Hoàng Nguyễn. Chị nào lấy mã vôn đó 27 báo giúp em 27 nha. Thu Hoàng Nguyễn. Này. 27 đó chị nào lấy báo giúp em 27k kèm số mét. Cái này vôn hình cái lá. Vôn hình lá này 32k. 32k 2m vôn nha mấy chị nha. Vôn 32k 2m. Chị nào chốt mã này 32 báo giúp em 32. 32k 2m vôn này nha. Chị nào chốt mã này 32 báo giúp em 32. 32k. Chị nào chốt mã này 32 comment giúp em 32. 32 chị nào chốt. Chị nào chốt mã đó 32 comment giúp em 32. 32. Cái này 2m 31. Chị nào chốt cái này 31 vôn nha, vôn chi phong có co giãn hết các mấy chị. 31, chị nào chốt mã này 31 báo giúp em 31. Còn ở trên trần, màu lụa giấy còn rất là nhiều màu. Cái này 31, chị nào lấy mã này 31 comment giúp em 31. 31k 2m nè. Chị nào chốt mã này 31 báo giúp em 31 nha. Lụa giấy em có màu ghi này nữa nè, màu xanh ghi. Chị nào lấy lụa giấy màu xanh ghi báo em số mét em cắt luôn nha. Cái này lụa giấy màu xanh ghi. Cái này là chắc lụa giấy nha mấy chị nha. Lụa giấy thì nó nhẹ, nó mềm. Chị nào lấy cái này có mấy chị làm mua về may áo, kiểu áo đầm hoặc là mấy chị làm lốt ok nha. Chị nào lấy lụa giấy này báo em 32 chốt cho trên trần 2m nè. Rồi ok trên trần nè. Rồi chị nào lấy lụa giấy màu xanh ghi này thì báo giúp em số mét. 1, 2, 3, 4. Hai mét màu xanh ghi. Chị nào lấy cái lụa giấy màu xanh ghi này báo giúp em số mét. 2m này là cũng 24k, mấy chị cũng 12k 1m. Lụa giấy thì nó tầm 11-12k 1m nằm đó thôi. Chị nào lấy lụa giấy màu xanh ghi này thì báo giúp em số mét nha. 2m là 24k. Chị nào chốt mã này 2m24 báo giúp em 24. 24k 2m này. Chị nào chốt 24 comment giúp em 24.
24k2 mét đó nè. Chị nào chốt mã đó 24, comment giúp em 24k kèm số mét. 2 mét cho chị cho chị Dung Lê 2 mét, chị Hiền Nguyễn 2 mét rưỡi nè. Chị Hiền 2 mét em bỏ cho chị Dung Lê cho thêm. Chị Hiền Nguyễn Ngao Hồng 2 mét rưỡi nè. Em lên cái màu vàng mỡ gà này cũng lụa giấy nè, đẹp lắm. 2 mét rưỡi nè, Hiền Nguyễn Ngao Hồng. Rồi em lên tiếp cái cây màu vàng mỡ gà này mấy chị, vàng đẹp chưa? Màu vàng rất xinh luôn á. Cái này mấy chị lên áo kiểu đầm đẹp lắm. Chị nào lấy vàng thì báo em vàng nè, màu vàng đẹp chưa? Màu vàng này thì nó dài hơn một chút, chắc nó nặng hơn đây. Em xem thử nha, 1, 2, 3, 4. Chị nào lấy màu vàng thì báo giúp em màu vàng nè. Hai mét màu vàng này 30k mấy chị nha, màu vàng nó dài hơn, em cầm để em biết nó nặng hơn liền á. Cái này nó không phải lụa giấy mà nó là gần qua lụa tằm rồi, chứ không phải lụa giấy nữa. 30k 2 mét mấy chị may áo kiểu áo đầm. 30k 2 mét, áo kiểu áo đầm áo dài được luôn á. 30k 2 mét chị nào chốt mã này 30k, báo giúp em 30k kèm số mét, màu vàng xinh ơi là xinh luôn nè. 30k kèm số mét cho chị Trinh Trần 3 mét này, màu vàng đẹp lắm. Màu vàng nó dài hơn. Cái chắc nó dài hơn một chút đó mấy chị. Nó là lụa tằm chứ không phải là lụa giấy, cái vàng này là lụa tằm chứ không phải lụa giấy. 3 mét cho Trinh Trần nè. Chắc đẹp lắm. Ba mét cho chị Trinh Trần. Chị nào lấy vàng nữa báo giúp em vàng kèm số mét nha. Màu vàng xinh ơi là xinh luôn. Màu vàng rất là đẹp nha. Chị nào lấy vàng thì báo giúp em vàng kèm số mét. Chị nào lấy vàng báo giúp em vàng nha. 2 mét vàng 2 mét rưỡi cho Dung Lê nè. Màu vàng đẹp lắm, lên áo kiểu áo đầm áo dài được luôn nha mấy chị nha. Áo kiểu áo đầm áo dài được luôn ha. Cái này lên nguyên bộ áo dài được nha. Lên nguyên bộ áo dài được. Hai mét rưỡi cho chị Dung Lê nè. Chị nào lấy vàng báo giúp em vàng nha. Vàng kèm số mét. 1:30 em sẽ quay lại nha mấy chị nha. Mấy chị theo dõi 1:30 em lay lại mấy chị ha. 2,5 mét cho chị Dung Lê. 3 mét vàng cho chị Mạc Lệ Thu. Mét vàng cho chị Mạc Lệ Thu. Vàng sau lưng đẹp lắm chị. Vàng sau lưng là vàng gì đó? Cũng giấy luôn hả? Vàng sau lưng vàng ấy hả? Vàng giấy. Giấy. Em có một cây vàng tươi á. Vàng cây vải gì đó, tầm đẹp lắm. Vàng sau lưng này là vàng lụa giấy chị nha. Cái này là vàng lụa giấy. Cái vàng này cũng vàng lụa giấy nha. Đây nè. Vàng sau lưng là vàng nay tại nã nẵm bên nay ai thấy. Tầm luôn rồi. Cái này là vôn lụa tằm. Còn này là lụa tằm giống lụa Nhật á. Thấy không? Còn này là vôn lụa tằm. Chị Quý Xuân. Chị Quý Xuân đơn mới chủ động vô tin nhắn giùm em với nha. 1:30 chị quay lại xem. Xem like thêm rồi mua thêm giúp em đủ đơn nha chị ha.
tại vì 12 giờ em xuống live ăn trưa xong và nghỉ ngơi, 1 giờ 30 em sẽ live lại á mấy chị. Mấy chị bấm theo dõi trang em để mua thêm cho đủ đơn nha mấy chị nha. Hai mét rưỡi cho chị Quy Sung nè. Vàng lụa giấy mét 2. Đây nè. Cái vàng lụa giấy không? Chị Nguyễn hỏi cái vàng nào? Vàng này là vàng khác mấy chị nha, vàng này là vàng vàng chanh. Vàng chanh này thì em còn có một khúc này thôi hết rồi. Thì Nguyễn ơi, chị lấy vàng mơ hay vàng chanh? Chị lấy vàng mơ hay vàng chanh chị Hiền ơi? Hai cái vàng, vàng này vàng chanh và vàng này là vàng mơ, chị lấy vàng nào báo lại giúp em ha. Chị lấy vàng nào báo lại giúp em. Chị nào lấy vàng nữa báo giúp em nha, vàng lụa giấy. Cái đó không cắt được 1 mét 2 á Hiền Nguyễn. Nó cũng là lụa tằm á, nó giống như chắc lụa Nhật á, đẹp lắm. Cái này là lụa tằm. Nó y chắc lụa Nhật á, rất là đẹp. Hai cái này nó giống bằng giống chắc nhau nha. Hai cái cũng là một chắc. Thế chị Hiền Nguyễn cho lấy vàng kia à. Vàng nào? Cái này cũng lụa giấy, vàng mơ đây cũng lụa giấy mà chị. Không, lụa Nhật. À quên, lụa tằm. Lụa tằm ấy á, lụa tằm á. Lụa giấy này nè. Nó khác cũng giãn hết nhưng mà hai cái nó khác nha. Rồi chị Quy Xuân vàng mơ có 2,5 mét rồi. Em cắt cho chị Quy Xuân 2,5 mét vàng mơ rồi nha. Em cắt cho chị Quy Xuân 2,5 mét vàng mơ rồi. Đây lại bay hết. Rồi chị nào lấy vàng mơ đó nữa báo giúp em nha. Cái này nó cũng lụa hay da lộ dài mấy chị may đầm body ha. Đầm body, đầm xè. Cái này nó là lụa hay da lộ dài. Mấy chị may đầm xè, đầm suông, đầm body ba. Bông nhí đen sau này là vôn lụa hàng đó chị Vy Khanh. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Vôn lụa hàng. Vàng mơ đó là 15k một mét đó chị Mỹ Linh. Vàng mơ đó 15k một mét. Cái này là lụa hai da. Loại này mấy chị may đầm body, đầm xè rất là đẹp nha. Đồ đùi nữa. Lên đồ rất là đẹp. Chị nào lấy cái lụa hai da này báo giúp em số mét này. 2m64k. Mấy chị lấy mẫu này 2m64. Báo giúp em 64. Chị nào lấy mã này báo giúp em 64k kèm số mét. 64k kèm số mét. Chị nào lấy mã này báo giúp em 64k kèm số mét nha. 64k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 64k kèm số mét nha. 64k kèm số mét. Đầm sung, đầm xè rất là đẹp. Bộ đồ pyjama được luôn ha. Bộ đồ đùi đồ được hết. Tại vì chắc nó dày dặn, đầm body đồ được hết. Chị nào lấy thì báo giúp em số mét. Bông nhí này là von lụa hàng. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt, 2 mét này 37k. Chị nào chốt mã này 37 báo giúp em 37k kèm số mét. 37k kèm số mét. Chị nào chốt mã này 37 báo giúp em 37 nha. 37k kèm số mét. Mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 37k kèm số mét. 37k kèm số mét giúp em. May cho bà được nha chị Vy Khanh. May cho bà được, chắc nó mềm mướt. Nó không có nóng lắm, mặc rất là sướng. Chị nào chốt cái này 37 báo giúp em 37. 37k kèm số mét, mềm mại mướt rủ mình nha. Chị nào chốt mã này 37 báo giúp em 37. 37k kèm số mét, mấy chị lấy thì báo giúp em 37k kèm số mét. Mấy chị lấy báo giúp em 37. 37k 2 mét cho Vy Khanh Nguyễn nè. Chị nào lấy mã 37 thì báo giúp em 37. 37k kèm số mét. Mấy chị đã mới nhớ 1 giờ 30 vô xem lại giúp em với nha. Nếu 1 giờ 30 mấy chị xem lại giúp em nha. Mua cho đủ đơn nha mấy chị. Chắc này chắc lụa không co giãn mấy chị. Lụa không co giãn. Váy áo đầm bộ không cần lốt ha. Hãy cái này lụa không co giãn mấy chị nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt, màu xanh ngọc. Hoa nhí màu xanh ngọc. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Mấy chị lấy báo giúp em nè.
2m này 46k. Chị nào lấy mã màu xanh ngọc này 2m 46, báo giúp em 46. Cái này mấy chị lên áo dài, áo đầm, đồ bộ gì cũng rất là xinh nha. 46k 2m. Mấy chị lấy mã đá báo giúp em 46k kèm số mét. 46k kèm số mét giúp em. Chị nào lấy mã này 46 báo giúp em 46 nha. 46k 2m này. Chị nào chốt mã này 46 báo giúp em 46. 46k 2m đó nha. Chị nào lấy mã đá 46 comment giúp em 46. Bốn mươi sáu k kèm số mét gì lấy báo giúp em 46 nha. 46k cho chị cho nhỏ ơi 1m nè. Rồi chị nào lấy 46 nữa báo giúp em 46. 46k cho chị Quý Xuân 1m nè. Chị xả vàng mơ lấy vàng chanh nhé. Rồi ok chị mặc lệ thu. Trời vàng mơ nó đẹp vậy mà xả. Để em xem thử khúc này bao nhiêu em bỏ cho chị, đổ cho chị nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cái này 26, 27. Rồi em ok chị mặc lệ thu nè. Cái vàng mơ nó đẹp mà. 46k 2m1 cho chị mà hình đào. Rồi chị nào lấy mã 46 nữa báo giúp em 46. Mấy chị ơi 1:30 em sẽ quay lại nha. Tới giờ em xuống live để mà đi ăn trưa nghỉ ngơi một chút. 1:30 em sẽ quay lại. Mấy chị đơn mới với lại mấy chị chưa đổ đơn, 1:30 theo dõi vô trang vô, mua thêm giúp em nha. Cho nó đủ đơn. 1:30 em sẽ live lại nha. Rồi em chúc mấy chị ăn cơm ngon miệng nha. Xin chào mấy chị. Hẹn mấy chị 1:30 trưa chút nữa ha, 1:30 chiều. Rồi xin chào mấy chị nha, chúc mấy chị ăn cơm ngon miệng nha. Xin chào mấy chị, hẹn mấy chị 1:30 ha. Xin chào mấy chị nha.